Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tả sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 51: Bị đánh. Cô nương thì ngốc, nhưng các hạn nhân thì không ngốc, xuyên qua mấy ngõ nhỏ là đến binh mã Ti Bắc thành của Tam gia. Thang Viên và tỷ nữ Hạnh Hoa bên cạnh Nhị tiểu thư, một trái một phải đỡ Nhị tiểu thư ra khỏi Bảo Ngọc Hiên, vội vàng lên xe ngựa. Yến Tam hợp chờ xe ngựa rời đi, mới túm nam nhân kia lên kéo ra ngoài. Những quý công tử này ra đường, 89 phần 10 là cưỡi ngựa, nếu may mắn có thể thuận lợi rời đi như lần trước. Nhưng ra ngoài đường, Yến Tam hợp phát hiện là mình sai rồi. Bây giờ là ban ngày ban mặt, trên đường phố khắp nơi đều là người, giờ mình có thuận lợi lên ngựa thì cũng chẳng chạy nhanh được. Làm sao đây? Đang lúc suy nghĩ cách giải quyết thì chợt nghe có người bên cạnh hét lên sao lại là từ công tử? Từ công tử là ai? Là con trai độc nhất của tà thị lang hình bộ từ lai. Hình bộ tà thị lang. Yến Tam Hợp tuy rằng không rõ đó là chức quan gì, nhưng nghe có vẻ là một quan lớn, chỉ là không biết có lớn hơn tạ gia không thôi. Vị ở tạ gia kia, hình như đã vào nội các. Trong lòng thầm tính toán rồi quyết định không chạy nữa. Từ công tử, người đùa dẫn cô nương tạ gia nhà ta, đã thương hộ viện tạ gia ta trước, sau đó ta mới đả thương rồi bắt ngươi làm con tin. Giọng của nàng rất lớn, dân chúng vây xem ở xa cũng nghe được rõ ràng. Tạ gia nào? Chẳng lẽ là nhà tạ đạo chi của nội các? Chuyện này vốn không lớn, không bằng làm hòa đi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Yến tam hợp trước giờ đều dùng mưu trước rồi mới động thù. Mấy câu này vừa nói ra, bách tính bên đường đều là người chứng kiến, nếu như chức quan của tạ phủ không bằng từ gia thì lúc đến công đường thì nàng chiếm một chữ lý. Dứt lời, nàng thu dao găm lại, xoay người chạy qua bên kia, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ở bên đường. Hòa ố thân ngươi. Con trai của tả thị lang hộ bộ từ lai tên là Từ Thịnh, là một tên quỷ háo sắc không sợ trời, không sợ đất, đùa giỡn một nữ tử thì có là gì, cướp về nhà hy sao pê trước giết sau hắn cũng dám bắt ả à lại cho ta. Tiện nhân này ra tay đứng là mẫu thân nó ác, đau chết hắn rồi. Ôi, ôi. Chủ tử lên tiếng, nhóm hộ vệ sao dám không nghe, năm sáu người vây yến tam hợp lại chính giữa. Sao ném bảng chữ vàng tạ phủ mà cũng không có tác dụng thế này? Yến tam hợp khẽ cắn môi, nếu vô dụng thì tới đây đi. Hai hộ vệ kia chạy đi có vẻ không chậm lắm có thể kéo được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu vậy. Nàng đặt dao găm ngang trước ngực, nở nụ cười rất nhạt. Lên cho ta. Nhóm hộ về từ phủ đều là người có võ, vừa rồi là bởi vì chủ tử ở trong tay Yến tam hợp mới sợ, lúc này ai nấy đều ra tay tàn nhẫn hơn. Chiều thức mà Yến Tam Hợp bắt tên họ từ lần này giống như bắt tạ nhi lập đợt trước, thứ nhất là bất ngờ, thứ hai là nhanh. Nếu như phải chiến một mình thế này thì nàng thật không đủ thể lực đâu. Huống chi, còn phải đối mắt với đám tay chân hung tàn này, ắt hẳn là chưa tới vài chiêu đã thua rồi. Lúc này, một gã tùy tùng cầm dao găm nhảy về phía trước, Yến Tam Hợp không thể không cúi người xuống, chủy thủ cắt qua tóc nàng, cũng chỉ có thể tránh đi. Một gã vung chân đã một cái vào bắp chân Yến Tam Hợp khiến nàng đau đớn ngã xuống. Khi mái tóc dài rơi xuống, dao găm đã đặt ngang dưới cổ nàng, dân chúng xung quanh kinh ngạc hét lên. Ra, bắt được người rồi, nên xử trí thế nào đây? Giết cho ta. Lời nói phút chốc nghẹn lại. Nữ tử trước mắt ngã ngồi dưới đất, tóc xóa trên vai, để lộ khuôn mặt như bạch ngọc, đôi mắt đen bóng giống như chân trâu khảm lên. Đẹp đến không thể thở được. Từ thịnh ra hiệu gã sai vặt mau đỡ hắn đứng lên. Giết thì tiếc quá, mang về cho ta. Đúng là đẹp cũng có lợi thiệt. Gia, nàng là người tạ gia đấy. Gã sai vặt đỡ từ thịnh thấp giọng nói. Sắc mặt từ thịnh hiện lên sự oán độc. Người của tạ gia mang về từ gia quả thực không đúng, lỡ như gây ra tai nạn chết người không dễ ăn nói. Nhưng hình bộ là địa bàn của lão phụ thân hắn, một người chết trong đại lao thì dù có lẽ cha của hoàng đế cũng không thể làm gì mang về hình bộ. Từ Thịnh Cố nén đau đớn, hừ hừ với dân chúng vây quanh. Từ Thịnh ta không ỷ thế hiếp người, ta chỉ muốn đưa nàng ta lên gặp quan thôi. Nhóm hộ vệ vừa nghe lời này thì khóe miệng không hẹn mà cùng nhếch lên. Vào hình bộ, trái ớt nhỏ này sao còn đường sống nữa? Đợi ra chơi xong, nói không chừng còn có thể thưởng cho bọn họ chơi một hồi. Da mịn thịt mềm, đúng tuyệt sắc mà. Yến tam hợp thấy nhưng biểu cảm này của chúng, bàn tay nắm chặt đến kêu lên răng rắc. Họ từ này có thể đùa giỡn nữ tử ngay trên đường thì có thể thấy được trong tay người này dính bao nhiêu oan hồn và sự trong sạch của nữ tử. Nàng tính toán khoảng cách giữa mình và công tử chó má kia, đột nhiên lăn ba bốn vòng rồi lại vươn chân ra đá một cước. Ây 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 từ thịnh kêu la thảm thiết, ôm lấy mệnh căn, lăn lộn khắp đường. Đám hộ vệ một bên bắt yến tam hợp, một bên đỡ công tử nhà mình. Nhưng chẳng cách nào đỡ được, công tử nhà hắn đau đến mức cứ lăn qua lăn lại, căn bản không dừng lại được, chỉ có miệng là hét lên. Đánh chết à đánh chết nàng. Đánh chết à cho ta. Chủ tử kêu đánh, ai dám không nghe. Nắm tay nện xuống, Yến Tam hợp dùng hai tay ôm chặt lấy đầu. Nàng không sợ, càng không cảm thấy áy náy, chỉ hối hận một cước kia yếu quá, không phế luôn cái thử đó của hắn, bớt gây hại cho nữ tử khác. Đúng lúc này, trong đám người không biết có người nào không sợ chết hết lên một tiếng. Đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đó. Chữa bệnh cho công tử nhà ngươi quan trọng hơn. Đúng rồi. Công tử là con một của Từ gia lỡ như xảy ra chuyện. Mau giúp công tử tìm Thái Y đi. Thái Y mời đến nơi nào? Hình bộ, hình bộ. Mang tiện nhân kia tới hình bộ luôn đi. Đám hộ vệ mồm năm miệng mười, ba chân tám cẳng, năm người khiêng đi. Yến Tam Hợp cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống từ chán, nàng gian nan đưa tay sờ soạn thứ thì thấy máu dính đầy tay. Bình mã ti bắc thành một tiểu tốt mang đao xông vào nội nha tam gia tam gia tam gia vừa định tranh thủ lúc rảnh rỗi uống ngụm trà vừa nghe người tới kêu la um sùm thì biết trà này uống không được nữa rồi nói đi bên ngoài có chuyện gì tam gia nhị tiểu thư nhà ngài đang chờ ở bên ngoài nha môn sao muội ấy lại đến đây trực giác tạ chi phi cảm thấy có chuyện gì không ổn vội ném chung trà trong tay rồi xông ra ngoài Chu Thanh, Đinh Nhất vội đuổi theo sao? Ở cửa nhà vong Tạ Uyển Xu sốt ruột đến mức liên tục nhìn chung quanh, người báo tin đã nửa ngày rồi sao Tam Ca còn chưa tới. Thang viên tinh mắt. Nhị tiểu thư, Tam gia tới rồi. Tạ Uyển Xu vừa nhìn thấy hắn thì chẳng còn để ý đến giao dưỡng thể diện gì nữa, nhấc váy lên chạy như bay tới. Đến gần, còn chưa mở miệng nói nước mắt đã rơi xuống có chuyện gì thế? Tạ Chi Phi nhíu mày. Nói cho Tam Ca, ai khi dễ muội? Tam Ca. Tạ Uyển Xu vẫn cúi đầu khóc thút thít. Lớn như vậy nàng vẫn chưa bao giờ gặp chuyện như này, bị dọa đến choáng váng. Tam gia. Thang viên nóng này. Vừa rồi nhị tiểu thư bị người ta quấy rối ở Bảo Ngọc Hiên, những người đó còn đả thương hai hồ viện tạ phủ chúng ta, sau đó Yến cô nương dùng dao găm uy hiếp người nọ nên chúng ta mới có thể thoát thân. Cái gì? Tạ Chi Phi không thể tin vào tay mình. Bảo Ngọc Hiên ở trong phạm vi quản lý của bác thành binh mã ti hắn, sao còn có người không sợ chết mà chọc tới trên đầu hắn như thế? Tạ Chi Phi cả giận nói. Người đó là ai? Thang viên. Nô tỳ không biết. Hộ viện. Các tiểu nhân cũng chưa từng thấy. Tạ Chi Phi nóng ruột. Vậy Yến Tam Hợp bây giờ ra sao rồi? Thang viên lắc đầu, giọng nói nức nở. Yến cô nương bảo chúng ta đi trước, Tam gia, mau đến cứu nàng đi, nếu chậm thì không kịp mất. Sự tức giận sinh sôi kẹt ở lồng ngực tả Tam gia. Hắn hít mạnh một hơi. Đinh nhất, hộ tống nhị tiểu thư trở về. Vâng, Chu Thanh, chúng ta đi. Vừa dứt lời, cửa nha môn đột nhiên có người nhảy xuống ngựa, chạy sông tới như điên. Tả ngũ thập, mẫu thân nó ngươi đừng hòng đi đâu cả, đứng lại cho ta. Trường 52, hình bộ trên đời này chỉ có một người gọi tạ chi phi như vậy. Tạ chi phi lòng nóng như lửa đốt, nào có thời gian để ý đến tổ tông này, xoay người lên ngựa nói. Vừa đi vừa nói, ta có việc gấp, người gấp hơn ta à. Bùi tiếu đang muốn chửi ầm lên, thì thấy sắc mặt tạ chi phi cực kỳ khó coi, trước giờ chưa từng như thế nên trong tự hiểu là xảy ra chuyện lớn rồi, vội vàng lên ngựa đuổi theo. Hai con ngựa đi cùng nhau. Tạ chi phi bất chút thời gian nhìn bùi tiếu. Nói, Chuyện gì? Bùi tiếu sóc này trên lưng ngựa, đến giọng nói cũng sóc lên sóc xuống. Ngươi nghe cái người tên Lý Bất Ngôn từ đâu thế hả? Tạ chi phi nhớ mày. Sao, tìm được người rồi à? Bùi tiếu liếc mắt chừng hắn. Ta hỏi thăm hết cả huyện Phúc Cống rồi nhưng hoàn toàn không có người này. Ngân xanh trên trán tạ chi phi giật giật. Sao có thể không có? Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây. Ta... Tạ chi phi do dự như vậy, thì bùi tiếu lập tức bùng nổ. Tạ ngu thập, mộ bà ngoại ta đến bây giờ vẫn còn mở đấy, mấy ngày này càng ngày càng nóng, cứ tiếp tục như vậy. Bùi tiếu vừa nghĩ tới cảnh tượng kia, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng thẳng. Ngươi không tin ta, ông đây cũng muốn tin lắm, nhưng ngươi nói xem, mấy cái thứ tâm niệm tâm ma kia rốt cuộc là cái quỷ tha ma bắt gì hả? Bùi tiếu tức giận nghiến răng nghiến lợi. Chỉ sợ quỷ cũng không tin lời ngươi nói, thích tin hay không thì tùy. Tam gia, ta không có thời gian quản chuyện xui xẻo của quý gia các ngươi." Tả Chi Phi rút dây cương, phóng ngựa chạy như bay ra ngoài. "Này, đồ khốn kiếp, ngươi đi đâu thế? Có phải không còn mặt mũi gặp ta không? Ngươi cố ý lừa ta phải không?" Bùi Tiếu kéo dây cương theo, vừa mắng vừa đuổi theo. "Ta nói cho ngươi biết, nếu việc này ngươi không giúp ta giải quyết, ta và cả nhà bà ngoại ta sẽ bám lấy ngươi, đêm nào cũng quấn lấy ngươi cho xem." tả chi phí thức đến mức suýt nữa thì ngã từ trên lưng ngựa xuống. Khốn kiếp thật chớ. Sao chuyện gì cũng không ra chuyện gì thế. Rất nhanh, đoàn người đã chạy tới Bảo Ngọc Hiên. Trưởng quỹ Bảo Ngọc Hiên biết mình gây hỏa, đang định đóng cửa ngừng kinh doanh thì ván cửa đã bị đá ra, cổ đã bị người ta bóp chặt. Nói, cô nương kia đâu rồi? Trưởng quỹ vừa thấy là bác thành binh mã ti tà tam gia thì nào dám gạt, kể lại hết sự tình cho hắn nghe một chữ cuối cùng rơi xuống, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lạc thường. Bùi tiếu sợ hãi nhìn qua. Phong cách làm việc của cô nương này sao có giống với tiểu kỹ nữ tả lão đại nuôi ở bên ngoài thế? Tả chi phi chỉ cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi. Mỗi một quyền đánh vào người Yến Tam Hợp đều giống như đánh vào mặt tả phủ hắn vậy. Hắn cắn răng hỏi. Đối phương là ai? Vẻ mặt trường quầy như đưa đám kêu rên. Tam gia à, người nọ là từ thịnh còn trai của hình bộ tả thị lang, dân thường chúng ta sao dám đụng vào được. Thế mà lại là hắn. Tả chi phi giống như rơi xuống hầm băng. Người này là tên háo sắc tiếng tăm lừng lẫy trong thành tứ cửu, bên người nuôi một đám tay chân, chỉ cần hắn nhìn chúng nữ tử nào thì chưa một ai trốn thoát được. Ra, Chu Thanh thấp giọng nói. Việc này cần phải mau thông báo cho lão gia. Tạ Chi Phi thầm hiểu cái chức quan quen này của mình là chưa đủ để chống lại hình bộ Tả Thị Lang từ lai trước mắt không chỉ phải thông báo cho phụ thân còn phải hắn cắn răng không nói tiếp nữa chu thanh lại lập tức hiểu ra lão ra nhận được tin tức rồi chạy tới hình bộ đòi người cho dù tất cả đều thuận lợi thì ít nhất cũng phải tốn một canh giờ một canh giờ này chuyện gì cũng có thể xảy ra trong đại lao nếu là nam nhân thì cùng lắm là bị tra tấn một trận nhưng lần này lại là một cô nương nghĩ tới đây chu thanh cũng nóng này ra vậy làm sao bây giờ Tạ Chi Phi bị hỏi. Cho dù là người bị cầm y vệ, đô sát viện mang đi, hắn đều có cách để cứu, nhưng mà hình bộ. Đó là địa bàn của Hán Vương, tay hắn không vươn vào được. Tạ Ngũ Thập, cô nương này ai thế, nghĩa khí thật đấy, nhưng mà tính khí hơi lớn, mệnh căn của nam nhân có thể tùy tiện đá sao. Bùi tiếu quang nghĩ thôi cũng thấy đau chứng rồi. Tạ Chi Phi cực kỳ đồng cảm, nhớ lại trước đây nếu không phải hắn nhanh nhẹn thì cũng suýt nữa bị nàng. Bỗng nhiên, biểu cảm trên mặt hắn đột nhiên nứt ra, trở nên hung thần áp sát. Minh Đình, lúc nãy ngươi vừa mới nói gì cơ? Bùi tiếu. Ta nói gì là ta nói gì? Chu Thanh. Ra, bùi ra nói đá hai lần. Như một tia chớp dáng xuống đầu, tạ chi phi túm lấy vạt áo bùi tiếu. Hai lần, hẳn là bị thương không nhẹ, từ ra chắc chắn sẽ đến Thái Y viện mời người. Ngươi quen biết tất cả người của Thái Y viện mà, mau đi hỏi thăm xem hắn mời ai đi. Bùi tiếu không hiểu. tả chi phi. Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, phải để cho người đó nói rất nặng, không chữa được thì đời này sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Tả ngũ thập, ngươi bảo ta trợn mắt nói dối ư, lỡ như. Bùi minh đình. tả tam gia gần từng chữa. Lý bất ngôn kia là ta nghe từ cô nương đó nói đấy, nếu ngươi thực sự muốn biết chuyện gì xảy ra, thì mau giúp ta cứu người ra. Cái tên khốn nạn nhà người sao không sớm đánh rắm với ông đây hả? Bùi tiếu đầy tạ chi phi ra, xoay người lên ngựa, tiếng vó ngựa vang lên, bùi công tử phía sau không ngừng mắng chửi. Tạ ngũ thập, bùi minh đình ta mắt mù mới vớ phải cái thứ huynh đệ lưu manh thô lỗ như ngươi, cái đồ chó má nhà ngươi. Tam gia khốn nạn chó má móc móc lỗ tai, gương mặt thả lỏng hơn một ít. Mắng càng giữ, chứng tỏ tên nhóc này càng để ý, hơn nữa chuyện này phải làm cho thỏa đáng. Chu Thanh, ra, người thông báo cho lão gia đã xuất phát rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Còn làm gì nữa? Tả tam gia cười nhạt. Đi, đến hình bộ đòi ngươi với tam gia nào? Hình bộ nha môn. Từ đại công tử gào thét như heo, khiến ra đầu mọi người tê dại. Thái y còn chưa tới, từ lai sốt ruột đến mức đi vòng vòng xung quanh. Hắn có mấy thê thiếp nhưng chỉ là một đám chẳng biết sinh đẻ, khó khăn lắm mới có một người đẻ được, còn đang món hắn có thể nối dõi tông đường cho từ gia nếu như cái thứ mệnh căn kia mà có hệ lụy gì, chẳng phải là bắt từ ra phải tuyệt hậu sao? đau, ta đau quá. Từ Thịnh túm lấy ống tay áo của phụ thân mình khóc la. Phụ thân, con muốn cắt gân tay, gân chân của tiện nhân kia, con muốn cưỡng trước giết sau, rồi băm xương nát thịt à? chuyện này để sau hắn nói, người đã rơi vào trong tay chúng ta, người đó. Con không muốn sau này, con muốn bây giờ, lập tức, lập tức. Từ thịnh nước mắt như mưa. Phụ thân, phụ thân không báo thủ cho con trai, con trai không thiết sống nữa, không thiết sống nữa. Được, được, được. Từ lai cắn răng. Phụ thân đã cho người đi cắt gân tay gân chân của ả rồi. Trong đại lao, mùi hôi thối bốc lên mút trời. Yến Tam khoanh chân ngồi trên chiếc chiếu rách nát, trước đối diện với mấy con chuột không kim nề gì. Chỉ là ánh mắt của cô cũng không có tiêu cự. Lúc này tả ra hẳn là đã nhận được tin tức nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn thôi. Việc nàng có thể làm bây giờ, ngoài trừ kiên nhẫn chờ đợi thì còn phải cẩn thận người nọ trả thù. Chỉ là cái nơi này thì phải làm sao bảo vệ tốt chính mình đây? Yến Tam Hợp nhìn xung quanh, quay lưng sớ góc áo, sau đó xe một cái. Một cây châm vàng rơi vào lòng bàn tay. Cây châm vàng này nhỏ thì nhỏ, nhưng muốn đâm thùng cổ họng của một người trưởng thành thì lại dễ như chờ bàn tay, hoặc cũng có thể dùng nó để bảo vệ sự trong sạch của mình. Ý là chị định tự sát ấy hả? Em không chịu đâu, hiu hiu. Đây là lớp bảo vệ cuối cùng Yến Tam hợp sắp xếp cho mình. Kẹt. Cửa sắt cuối hành lang bị mở ra, tiếng bước chân lộn xộn đi từ xa đến gần. Máu toàn thân Yến Tam hợp chợt vọt thẳng lên chán. Trường 53, Tam gia. Mấy tên cai ngục đi tới trước nhà lao, một trong số đó móc chìa khóa ra mở cửa yến tam hợp không nhúc nhích dáng vẻ bình tĩnh này của nàng khiến cho lòng đám cai ngục run lên chợt nghĩ đến sự tàn nhẫn của nữ nhân này ai cũng không dám chủ động tiến lên ra đây lao đầu cầm đầu lớn tiếng quát yến tam hợp nhướng mắt lên vẫn không nhúc nhích mấy ngục tốt liếc mắt nhìn nhau đồng loạt rút đao sau lưng ra cầm đầu lạnh lẽo hừ một tiếng lên hết cho ta yến tam hợp tung người nhảy lên sau lưng dán chặt phách tường đôi đồng tử đen kịt như dã thú để phòng nhìn mọi người bọn cai ngục từng bước từng bước tới gần đừng trách mấy huynh đệ ta lòng giả độc ác tên cầm đầu cười gằn ai bảo cô nương không biết tốt xấu đắc tội với từ đại công tử đáng đời ngươi bị chặt tay chặt chân Yến tam hợp nắm chặt cây châm vàng nhỏ trong lòng bàn tay ra người trong phủ tả đạo chi mà các ngươi cũng dám đụng vào sao đi vào nơi này thì ta mặc kệ là tả đạo chi hay trương đạo chi chúng ta chỉ nhận một họ. Từ thôi. Dứt lời, đào trong tay một ngục tốt chém ngang qua. Hai mắt Yến Tam hợp đỏ lên, giống như dã thủ bị ép vào đường cùng, gầm lên một tiếng. Liều mạng thôi. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì cuối hành lang truyền đến một tiếng hô to. Lão đại, khoan hãy động thủ đá, tà phù tam ra tìm tới cửa rồi. Gã cầm đầu giật mình, ánh mắt hung ác trường Yến Tam hợp, xoay người đi ra khỏi nhà lao hắn vừa đi, những ngục tốt còn lại cũng đồng loạt rời đi. Trong lúc cửa nhà lao đóng lại, Yến Tam Hợp chậm rãi ngã ngồi dưới đất. Máu đỏ như máu trong mắt dần thay vào màu đen kịt, còn lại là sự trống rỗng vì thoát khỏi tai nạn và mồ hôi lạnh. Hình bộ, nội đường. Tả Tam ra bắt chéo chân, nâng trà nóng nha dịch dâng lên, chậm rãi thưởng thức một ngụm. Ừm trà ngon lắm. Lại chậm rãi thưởng thức một ngụm hắn như vậy căn bản không giống như là tìm tới cửa gây rối mà giống như đến làm khách ở hình bộ vậy, chỉ thiếu mỗi đĩa hạt dưa để hắn cắn nữa mà thôi. Từ lai ho khan một tiếng, ý bảo hắn có chuyện gì thì nói, có dám thì mau ta, con trai hắn bây giờ đang kêu đau ở phòng bên kia kìa. Thế nhưng tam gia này cứ lề mề, trong xoang mũi khẽ hừ một tiếng, lại cúi đầu thưởng thức trà. Từ lai đặt chén trà lên bàn, ngoài cười nhưng trong không cười nói trà của hình bộ xem ra rất hợp khẩu vị của tam gia nhỉ. Thơm, lại có hậu ngọt. Tả tam gia tán thưởng. So với trà của bác thành binh mã ti chúng ta thì quả là một trời một vực. Từ lai có thể làm đến trước tả thị lang hình bộ, tất nhiên không phải chỉ biết nịnh bợ, nịnh hót mà thôi. Con trai là một kẻ hay gây hỏa, hắn không dạy được con trai nên chỉ có thể đi theo phía sau thay nó chùi đít. Muốn chùi đít ở trong thành tứ cửu thì ngoại trừ phải hiểu được nước sâu cạn, còn phải có vài phần bản lĩnh thật sự. Bản lĩnh thật sự của Từ Lai chính là phỏng đoán lòng người, gió chiều nào xoay chiều đó. Lúc con trai vừa gặp chuyện không may thì hắn đã phái người hỏi thăm thử nữ tử bị nhốt trong nhà lao kia rồi, không phải tiểu thư tạ ra, hình như cũng chẳng phải họ hàng gì, cho nên hắn mới dám hạ lệnh cắt đứt gân tay gân chân của ả. À. Ai biết, tạ phù tam gia vừa nghe tin đã tới. Được rồi, nếu tên tiểu tử họ tạ này chạy tới hình bộ làm ầm lên bắt hắn thả người thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn nhiều. Địa vị của cô nương có lẽ cũng quan trọng đối với tạ phủ, hắn sẽ cân nhắc một chút. Nhưng tiểu tử này một không làm ầm lên, hai không gây rối, cả người tỏa ra sự hòa nhã như đi thăm người thân bạn bè, từ lai cảm thấy có hơi khó nắm bắt được. Không phải hắn cố kỵ tên nhóc này mà là tạ đạo chi ở sau lưng nó. Tạ đạo chi là cận thần của hoàng đế, một trong những nội các những năm gần đây người bên cạnh hoàng đế tới tới lui lui rất nhiều, nhưng chỉ có hắn vẫn sừng sững không ngã. Người đâu? Từ lai giật mình. Gói nửa cân trà thượng hạng mang về cho tam gia. Định đuổi người sao? Sớm quá rồi. Tả tam gia chậm rãi đặt chung trà xuống, đôi mắt đen nhánh khẽ liếc từ lai, chậm rãi mở miệng. Nào có đạo lý ăn uống, còn bới về, từ đại nhân đây khách sáo quá rồi. Từ lai gượng cười, thử hỏi. Vậy chuyến này tam gia tới, uống trà đi. Tả tam gia nhướng mày kiếm, rất có tư thế. Ai nói ta không phải tới uống trà, ta đập người đó. Chấm. Từ lai nhớ đến vết thương của con trai, đã dùng hết kiên nhẫn để chu toàn mấy bận rồi. Vậy tam gia từ từ uống, nhà môn ta còn có chính sự phải làm. Đừng nóng vội chứ, từ đại nhân. Từ lai nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn nói tiếp. Nhưng tả tam gia không nói tiếp. Hắn duỗi lưng dương trước, sau đó lại che miệng ngáp một cái, cuối cùng người chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng đi đến trước ngưỡng cửa, một chân nâng lên. Muốn rời đi rồi sao? Từ lai trơ mắt nhìn cái chân sắp vượt qua ngưỡng cửa rồi lại đặt lại chỗ cũ. Sau đó không quay lại chỗ cũ mà còn đi tới trước mặt hắn. Trái tim từ lai đập thình thịch, không thể không hết sức cảnh giác, đứng dậy nhìn nam nhân cao lớn trước mặt. Nam nhân, chật, một tiếng, môi giật giật nhưng lại không nói lời nào, lại ngồi trở lại vị trí cũ của hắn, nâng chung trà lên uống. Còn bà nó, đùa hắn à? Từ Lai like suýt nữa thì phát điên. Thái y tới, thái y tới. Giọng nói này truyền tới, Từ Lai like làm sao còn quan tâm gì tới việc đoán lòng người, hay xoay theo chiều gió gì đó nữa. Tam gia đến vì nữ tử kia sao? Từ đại nhân thông minh ghê, đoán đúng rồi này. Cái này còn cần phải đoán sao? Cô nương kia cầm dao găm, hành hung người trên đường nhân chứng vật chứng đều có đủ. Từ lai cười gần một tiếng. Sao, tam gia định bắt ta mặc kệ luật lệ quốc gia, làm việc trái pháp luật sao? Như thế thì sao mà được chứ? Đôi mặt hoa đào của tạ tam gia cười đến ngập nước. Từ đại nhân là quan thanh liêm, trong chiều trên dưới ai mà không biết, ai mà không hiểu. Từ lai ngẩng đầu. Biết thì tốt, mời tam gia về cho, chờ vụ án phán xử xong, ta sẽ phái người đến thông báo cho quý phủ. Vậy thì đa tà từ đại nhân. Tạ Tam Gia đặt chung trà xuống. Cái chung trà kia không biết làm sao mà lại đặt không vững, lăn vài cái trên bàn rồi rơi xuống mặt đất. Từ lai sợ đến nhảy dựng lên, vô thức nhìn qua tạ Tam Gia. Trên mặt Tam Gia nào còn có nụ cười gì, đôi đồng tử đen nhánh, lạnh như băng im lặng nhìn hắn, hình như đang cảnh cáo, cũng có cả sát khí đại nhân đại nhân đúng lúc này thị vệ xông vào đại nhân mau đi nghe một chút đi thái y nói nói mệnh căn của công tử cơm miệng tử lai phất tay áo vô cùng lo lắng lao ra ngoài nội đường chợt trống trải tạ tam gia chắp tay đi tới giữa đình viện làm bộ thưởng thức một gốc hoa đào nở rộ trong viện vừa đứng một lát chu thanh cũng không biết từ nơi nào bước ra như mèo ra, bọn họ chạy về từ ra chứ chị rồi. Tạ Chi Phi thở phào nhẹ nhõm. Bị thương nặng như vậy, lại bị ở nơi riêng tư, liên quan đến đại sự nối dõi tông đường. Từ lai làm sao có thể để con trai ở lại hình bộ cho mọi người nhìn vào được. Chiều này gọi là điệu hổ ly sơn. Vì không cho tên khốn từ thịnh kia có cơ hội động đến yến tam hợp. Còn cảnh mình tỉ mỉ mì diễn trước mặt từ lai lúc nãy lại gọi công tâm là trên hết. Không phải Từ Lai giỏi đoán lòng người nhất sao? Vậy để cho hắn nhìn ngẫm dụng ý chuyến đi này của mình. Trước khi Từ Lai đi có dặn dò cấp dưới gì không? Có, nói là tạm thời đóng cửa, dừng hành động lại. Dừng lại, nghĩa là đang định hành động hoặc là đã hành động một nửa. Sắc mặt Tạ Chi Phi trắng bệch, âm thầm cắn răng. Chương 54 tin ta. Chu Thành thấy sắc mặt ra mình khó coi, thì biết hắn đang lo lắng cái gì. Ta đã hỏi thăm rồi, chỉ bị chút ngoại thương thôi, những thứ khác. Thì không sao. Trước mắt tạ chi phi tối sầm, thân thể lảo đảo. Chu Thành vội đỡ lấy. Ra, may mà không sao, nếu không. Lời sau đó, tạ chi phi chẳng những không nói nổi, mà đến nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp. Ra, bước tiếp theo nên làm gì đây? Từ lai về nhà, thấy con trai không sao sẽ từ từ bình tĩnh lại. Ra làm sao biết xuất sinh kia không sao? Yến tam hợp thì mạnh bao nhiêu chứ? Chỉ khoa tay múa chân mà thôi. Chu Thanh gật gật đầu. Tạ chi phi vốt cầm, việc này làm dâu ri của hắn mọc nhanh hơn thường ngày luôn rồi. Hắn vừa tỉnh táo thì sẽ ngồi ngoài chuyện với phụ thân mình, đùa giỡn nhị tiểu thư tạ phủ ra. Việc này dù có cáo ngự trạng thì tạ ra cũng chiếm một chữ lý, rồi hắn sẽ ngã mềm. Chu Thanh. Ta sẽ phái người đi chặn lão ra lại. Tạ Chi Phi hết sức tán thưởng nhìn Chu Thanh. Bảo ông ấy trực tiếp đến từ phủ đi, việc này phải giải quyết riêng, còn nữa, thái độ phải cứng rắn một chút. Vâng, bùi tiếu đâu, ở bên ngoài nha môn hình bộ chờ tam gia. Ngực tạ chi phi vừa mới thả lòng một chút thì lại như có tảng đá lớn đè lên. Chuyện kinh thành, chỉ cần không đâm thùng trời thì vẫn còn có cách có thể giải quyết. Còn cái việc hóa niệm thì... Chu Thanh, ra, dặn phụ thân ta, dù thế nào cũng phải đưa người ra, hơn nữa còn phải nhanh nhất có thể. Vâng, việc này, vị tiểu tổ tông trong tù kia mới là mấu chốt. Bên ngoài nha môn, Bùi tiếu giống như con kiến bò trên chảo nóng, cứ liên đi lui đi tới dưới bóng cây. Sao vào đó lâu như thế, tên nhóc này không phải bị rơi xuống hầm cầu hình bộ rồi đó chứ? bùi tiếu dậm chân, kệ xác nó đi cứ xông vào nhà sĩ hình bộ vớt người rồi tính mới đi được vài bước thì bên cạnh có một người đi tới dầm hai bờ vai đụng mạnh vào nhau tâm trạng hắn đang cực kỳ kém thế mà có người còn không có mắt đụng vào hắn bùi tiếu nhướng mí mắt hung dữ nói có mắt hay không thế bị mù à người đụng hắn không trả lời nhướng mày nhìn lại hắn nhìn gì mà nhìn Bùi Tiếu thân thể nhích về phía trước một cái. Con nhìn nữa ta móc mắt chó của ngươi ra giờ, uống được mấy lạng mà điên như thế hả? Tâm tình người nọ dường như cũng không tốt lắm, cũng nhích người về phía trước. Cha, còn là một con chó dữ nữa. Bùi Tiếu lúc này mới liếc mắt đánh giá người nọ. Vừa nhìn một cái, vấn đề đến rồi. Người này là nữ nhân hay là nam nhân thế? Nếu là nữ nhân thì lại ăn mặc như nam nhân. Nếu là nam nhân thì khuôn mặt kia lại rõ ràng là nữ nhân ánh mắt bùi tiếu truyền từ trên môi người này qua chân lại từ chân truyền trở lại trên môi sau vài lần qua lại hắn lộ ra vẻ mặt chán ghét quên đi ông đây không đấu với nữ nhân người cút đi người nọ phun ra mấy chữ đó là do ngươi đấu không lại bùi tiếu từ trên cao nhìn xuống nàng liên tục cười gằn ngươi nên thấy may vì mình là nữ nhân đấy bùi gia ta chẳng muốn đụng một ngón tay vào nữ nhân xui xẻo, cút đi cút đi. Hận nhất là mấy con người nói nửa ngày cũng không động thủ, chỉ biết nói thôi hà. Mở u ban chân người nọ nhấc lên, khẽ đưa về phía trước, bùi tiếu chỉ cảm thấy như có hai cây kim sắc đâm vào bắp chân, quỳ dạp xuống đất. Hắn đau đến nhe răng há miệng, liên tục hít sâu vào. Xí, sí. người nọ hư một tiếng, bước tới dưới bậc thang của nhà môn hình bộ, cần cổ thon dài dướn lên, ánh mắt dừng lại, trên bảng hiệu viết hai chữ hình bộ to tướng. Nương nó người đứng lại cho lão tử. Bùi Tiếu cắn răng chống người đứng lên, lúc đầu và mông nâng lên đồng thời, hắn thấy được người nọ đột nhiên tăng tốc đá về phía con sư tử đã ở cửa phù. Chân nàng vừa đụng lên đầu sư tử đá, cả người nhảy lên rồi đạp một cước vào không trung. Cạch cạch, xoạch xoạch. Bảng hiệu vỡ nát, đồng thời người nọ vững vàng rơi xuống. Cái này cái này, cái này, cái kia, cái kia, cái kia. Miệng bùi tiếu há to đến mức có thể nhét vào hai quả trứng gà. Tiếng vang kinh động nha dịch trông cửa hình bộ, ngay lập tức có mấy người lao ra. Đầu tiên nhìn thấy bảng hiệu vỡ nát rơi đầy đất, sau đó nhìn thấy có người ngừng đầu ưỡn ngực, cười gắn nhìn mình thì đều ngây ngần cả người. Giáo Yến tam hợp ra đây cho ta, nếu không. Trường Sam người nọ vén về phía sau, chậm rãi rút bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm, sát khí giữa hai lông mày sinh đồng. Gặp một tiếng một, gặp hai giết cả đôi. Bùi tiếu, A-di-đà Phật, hóa ra ta thật sự đấu không lại. Các nha dịch, thì ra thật sự không sợ chết, dám một mình đấu với cả nha môn hình bộ. Đúng là sống lâu nên gì cũng gặp. Muốn chết, các huynh đệ, mau bắt lấy. Khẩu hiệu hô rất khá, chắc không ai dám động đâu có tên nhà dịch lanh trí quay đầu bỏ chạy, vừa chạy còn vừa hô. Các người lên trước đi, ta đi gọi thêm người. Khoan đã. Một cánh tay chặn đường hắn đi. Nhà dịch kia ngừng đầu nhìn, thì ra là tạ phủ tam gia. Tạ chi phi liếc mắt nhìn người nọ, lạnh lùng nói. Người này cầm hung khí trong tay, gây sự tìm đồng bọn, ta muốn mang bình mã ti bắc thành thẩm vấn. Nhà dịch kia vừa nghe thì thấy không đúng, đây có phải là gây sự tìm đồng bọn đâu, rõ ràng là tới đập hình bộ chúng ta mà. Hắn đang muốn phản bác thì liếc thất thanh nguyễn kiếm của người nọ, khẽ gật đầu với tạ chi phi. Người muốn ngăn cản ta, trách nhiệm phải làm thôi. Tạ chi phi rút kiếm bên hông, bước ra ngưỡng cửa, từng bước đi xuống bậc thang. Ngoan ngoãn theo ta về binh mã ti chịu xét xử, nếu không thì kiếm của ta cũng không nhận người đâu. Cảm ơn thập ngũ. Bùi tiếu sốt ruột đến độ hét to. Con bà nó ngươi làm anh hùng cái gì, con bà nó giỏi lắm, mau tránh ra đi. Hắn còn chưa nói xong, kiếm trong tay tạ chi phi đã động đầy. Người nọ nhíu mày, đón lấy kiếm của hắn. Chu Thanh vừa thấy người nọ xuất thủ, đã biết không phải người bình thường, ra nhà mình căn bản không phải đối thủ của nàng. Tam gia, ta tới giúp ngài. Ngay khi Chu Thanh hô to một tiếng, tạ chi phi đột nhiên đè cán kiếm xuống, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói yến tam hợp sắp được ra ngoài rồi đừng đưa mình vào đi theo ta lông mày người nọ giật lên ánh mắt lạnh lùng dường như không quá tin tưởng tin ta đi tạ chi phi dùng sức gật đầu với nàng liếc mắt nhìn chu thanh đang nhảy tới hai thanh kiếm đồng thời đâm về phía người nọ chiêu thức nhìn vô cùng tàn nhẫn nhưng người trong nghề liếc mắt một cái đã biết là chiêu giả Người nọ ngẫm nghĩ một lát, bèn thuận thế ngã xuống đất lăn lộn, vừa khéo sao lại lăn tới dưới chân Chu Thanh, bả vai bị Chu Thanh vừa vặn bắt được. Lập tức, trường kiếm của Tạ Chi Phi đặt ngang dưới cổ nàng. Mọi người nhìn thấy thì đồng tử đều sắp rơi xuống. Tạ Chi Phi lạnh lùng nói, "Chu Thanh, mang đi." Chu Thanh kéo người nọ đi, "Vâng, Tạ Tam gia, Tam gia, Tam gia của ta ơi." Nhà dịch vội vàng chạy tới, vẻ mặt khổ sở. Vậy, chúng ta làm báo cáo công tác thế nào đây? Đơn giản. Tạ Chi Phi lấy ngân phiếu từ trong ngực ra, ném vào tay hắn. Tiền sửa bảng hiệu tam gia lo, dư ra thì cho các huynh đệ uống rượu, nhưng ta phải mang người đi. Nhà dịch nhìn số bạc. Có bạc rồi thì ta còn ngăn cản gì nữa chứ? Bùi tiếu xoa đầu gối đau đớn. Chuyện này hình như có gì không đúng lắm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 55, Lý Bất Ngôn. Chuyện này tất nhiên là không đúng rồi. Sau khi mấy con ngựa nhanh chóng băng qua hai con phố, thì Tạ Chi Phi và người nọ đồng thời xoay người xuống ngựa, hai người nhìn nhau lại đồng thời chui vào trong hẻm. Quả nhiên hắn đã đoán trúng. Có chuyện rồi. Bùi Tiếu vội vàng nhảy xuống ngựa, ném dây cương vào lòng Chu Thanh, vui vẻ đi theo. Tạ Chi Phi dẫn bọn họ đến một chỗ yên tĩnh, không kịp hỏi. Ngươi là ai? Là gì của Yến Tam Hợp? Người nọ nhướng lông mày, không đáp mà chỉ hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Tạ Phủ Tam Gia, Tạ Chi Phi, làm việc ở Bắc Thành Binh Mã Ti, là... Tạ Chi Phi mặt dày, cắn răng một cái. Coi như nửa huynh trưởng của Yến Tam Hợp đi. Người nọ cũng sảng khoái. Lý Bất Ngôn, là tỷ nữ của nàng. Lý Bất Ngôn nàng chính là lý bất ngôn lý bất ngôn thế mà là nữ nhân tạ chi phi còn chưa kịp phản ứng đã thấy bùi tiếu bên cạnh sông tới bắt lấy cánh tay lý bất ngôn tạ chi phi nheo mắt vội vàng quát lý bất ngôn dừng tay muộn rồi thân thể bùi tiếu vẽ ra một đường cong cực kỳ xinh đẹp ở trên không trung sau đó dầm một tiếng nặng nề rơi xuống đất tư thế chó ăn cứt cực kỳ xí hổ trời đất bất động trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy bùi tiếu cho là mình đã thăng thiên mãi đến khi cơn đau đớn lan ra khắp tư chi kinh mạch thì hắn mới bừng tỉnh đại ngộ ôi còn bà nó ta còn sống ngẩng đầu là khuôn mặt sốt ruột của tạ chi phi ngươi sao rồi bùi tiếu trừng mắt hỏi ta làm gì mau hỏi nàng ta đi tạ chi phi ta hỏi ngươi có tàn phế hay không trước đã Bùi tiếu liếc mắt một cái, tàn phế cũng có phụ thân ta chữa, người nhanh lên cho ông đây. Tạ chi phi liếc mắt nhìn Chu Thanh. Chu Thanh vội đỡ bùi ra dậy, kiểm tra xem có tàn phế hay không. Lý cô nương, trận đó. Tạ chi phi chậm rãi nói. Quan tài của bà ngoại huynh đệ ta bị nứt, tiểu thư nhà ngươi nói đi phủ Vân Nam tìm một người tên là Lý Bất Ngôn, người phái đi mang thư về nói không tìm được, trong lòng hắn sốt ruột nên mới lý bất ngôn mỉm cười thì ra ngươi là khổ chủ bùi tiếu cũng không cảm thấy đau chỉ cảm thấy da đầu tê dại tê dại đến không còn chi giác chỉ có liều mạng gật đầu lý bất ngôn tất nhiên là tìm không thấy rồi phủ vân nam có rất nhiều chó tên lý bất ngôn ý ngươi là sao tạ chi phi nhìn bùi tiếu vẻ mặt mơ hồ bùi tiếu cười khố nháy mắt với tạ chi phi tạ chi phi gì đó tên khốn kiếp Mau để cho gia tiếp tục nằm sắp xuống đi. Gia đắc tội người ta rồi, còn không bằng thăng thiên luôn. Tạ chi phi quả thực hiểu rõ người này như trong lòng bàn tay. Lý cô nương, huynh đệ ta có chỗ nào mạo phạm, ta đền tội thay hắn. Miệng hắn hốn nhưng tâm hắn tốt, cô nương xin đừng chấp nhặt với hắn. Lời nói rất chân thành. Ấn tượng của Lý bất ngôn đối với tạ chi phi không tồi vừa rồi nếu không phải hắn ngăn cản thì có lẽ mình lúc này vẫn đang xì xèo đánh nhau cũng nên. Huyện Phúc Cống không có nam nhân tên Lý Bất Ngôn, chỉ có một nữ tử tên Lý Bất Ngôn, các ngươi hẳn là tìm sai rồi. Tạ Chi Phi dùng cánh tay đụng bùi tiếu, có nghe không? Bùi tiếu thật sự là một bụng nước đắng chẳng thể đổ ra, con bà nó ngươi có nói là nữ nhân đâu, cái tên quỷ quái này có ai nghe ra là nữ nhân không hả? Tạ Chi Phi gật đầu một cái, được rồi tổ tông, coi như ta sai. Bùi tiếu chừng hắn, vốn là lỗi của ngươi mà. Xin hỏi. Lý bất ngôn nhìn hai người bọn họ. Hai vị đây là đang mắt đi mày lại sao? Hai vị. Lý cô nương. Tạ Chi Phi vội vàng truyền đề tài. Theo Lý lúc này ta hẳn là mời ngươi đến tửu lâu ăn bữa cơm. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng chuyện này gấp gáp, nên ta trực tiếp hỏi ở đây luôn, cao nhân mà tiểu thư ngươi nói đến là ai? Lý bất ngôn im lặng một lát, lại mỉm cười. Việc này không thể nói, chờ gặp tiểu thư nhà ta, ta sẽ nói cho các người biết. Ngươi! Tạ chi phi vội che miệng bùi tiếu. Ngươi an tâm, tiểu thư nhà ngươi chắc chắn sẽ không sao, có điều sao ngươi biết tiểu thư nhà ngươi ở đại lao hình bộ. Ta có đến tả ra. Tạ chi phi bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại hơi nghi hoặc. Chiêu đập bảng hình bộ của cô nương là định một mình xông vào cứu cô nương nhà ngươi ra hả? Ngươi không thấy à? Không phải. Tạ Chi Phi sắp xếp từ ngữ. Cô nương chẳng lẽ không hiểu, hình bộ là một trong sáu bộ, có nhiều thị vệ trông coi, một mình cô nương. Một người, một mạng. Lý bất ngôn nhẹ nhàng mỉm cười. Cứu không được tiểu thư thì mạng này của ta để làm gì? Trời đất lần nữa yên lặng. Từ phủ, tạ đạo chi đặt chung trà lên bàn, cả giận nói. Đùa giỡn con gái nuôi của ta từ đại nhân có phải xem thường ta hay không? Từ lai like nghe mà ngây người. Hắn chỉ cho rằng con trai mình đùa dẫn nữ tử họ Yến kia thôi. Nào nghĩ tới tên tiểu xúc sinh kia lại đi đùa dẫn con gái nuôi của tạ đạo chi. Tính chất việc này có thể giống nhau sao? Bố, tạ đạo chi vỗ bàn, lạnh lùng nói. Tạ mỗ sống lâu như thế, chưa bao giờ bị người khác khinh thường thế này. Từ đại nhân, chúng ta đến gặp hoàng thượng xin phân giải đi. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Từ lai nghe thấy hai chữ. Hoàng thượng. Thì vội vàng mềm nhũn. Có chuyện gì từ từ nói, có việc gì thì thương lượng đã, mau ngồi, mau ngồi xuống đá. Ngồi cái gì mà ngồi? Tạ đạo chi ở trong chốn quan trường nhiều năm, quan uy đã sớm ở trong móng. Người cứ nói thẳng đi, việc này là sao? Có thể làm sao nữa? Từ lai cười gượng. Tất nhiên là đại nhân muốn thế nào thì làm thế ấy rồi. Tạ đạo chi. Thả người ra trước. Những thứ khác ta sẽ từ từ tìm ngươi tính sổ. Từ lai nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh. Tạ đại nhân, không phải ta đây bao che cho con trai mình đâu, tiểu súc sinh kia đúng là đáng chết, nhưng cũng không thể đá vào mệnh căn được. Tạ đạo chi cười gần trong lòng. Động đến con gái nuôi của tạ đạo chi ta, đá mệnh căn là nhẹ rồi đấy. Tạ đại nhân biết đấy, từ ra chúng ta chỉ có một đứa con duy nhất, nếu thật sự đá hỏng thì chẳng phải là muốn mạng già của ta sao. Lời này chân trước vừa nói xong, chân sau đã có hạ nhân đến báo. Lão gia, lão gia, thái y nói không sao rồi, vẫn có thể dùng, vẫn có thể dùng. Từ lai chợt mừng rỡ. Tạ đại nhân, chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, ta sẽ cho thả người. Tạ đạo chi lại vỗ bàn. Chỉ thả người thôi sao? Từ lai đảo trong mắt. Tạ đại nhân yên tâm, ba ngày sau, ta sẽ bày rượu ở túy tiêu lâu, bảo tiểu súc sinh kia đến dập đầu bồi tội tạ đại nhân. Tạ đạo chi vừa nghe ba chữ túy tiêu lâu, càng thấy tức giận hơn. Khắp thiên hạ người đều biết, túy tiêu lâu này là tài sản riêng của Hán Vương. Bầy rượu ở đó chẳng phải là đang ngầm nhắc nhở hắn, nhìn xem người đứng sau từ lai ta là ai sao. Tạ đạo chi im lặng, từ lai đã biết rõ trong lòng, vội nói. Tạ đại nhân yên tâm, người vẫn còn lành lặn, không dám động một ngón tay nào cả. Tạ đạo chi miễn cưỡng kiềm chế, cười gằn nói. Từ đại nhân hẳn là phải thấy may mắn vì không dùng hình với nó, nếu không thì có là túy tiêu lâu cũng vô dụng thôi. Dứt lời, vất tay áo bỏ đi. Từ lai nhìn bóng lưng xa dần của hắn, âm trầm nói. Tạ đạo chi người là cái thá gì, một ngày nào đó. Hừ, hình bộ đại lao, yến tam hợp vẫn tư thế ngồi kia, vẫn vẻ mặt kia, chỉ là theo thời gian từng chút trôi đi, trong lòng nàng lại dâng lên sự sợ hãi không thể kiềm chế được. Phải, nàng đang cảm thấy sợ hãi. Lao ngục quỷ khí dày đặc, đủ các tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến ra đầu nàng tê dại. Càng khiến cho nàng không nhịn được là tưởng tượng ra cảnh người phát ra tiếng kêu thảm thiết kia đang chịu cực hình thế nào. Tiếp theo có đến lượt mình hay không? Cuối hành lang truyền đến tiếng mở cửa huyết khí của Yến Tam Hợp dâng lên ngực, kim châm trong tay dùng sức nắm chặt. Cửa nhà lao bị mở ra, ngục tốt nhìn vào bên trong, khẩu khí rất ôn hòa. Cô nương mau ra đây đi, có người tới đón rồi. Sợi dây buộc chặt trong đầu Yến Tam Hợp chợt đứt đoạn. mươi 56, là nàng. Yến Tam Hợp búi tóc lại, dùng châm vàng cố định lại, rồi đứng dậy sửa sang xiêm y, khom lưng đi ra khỏi nhà lao lúc này đã là trạng vảng nhưng nàng vẫn bị ánh sáng bên ngoài làm trói đến híp mắt có hai quan lại hình bộ đi trước dẫn đường dẫn nàng tới cửa nha môn ngoài cửa có rất nhiều người đừng yến tam hợp quét qua từng khuôn mặt cuối cùng dừng lại trên một người môi cô nhếch lên mở rộng hai tay người nọ nhảy lên rồi nhào tới ôm thật chặt dưới bậc thang bùi tiếu dùng mũi chân đá tạ chi phi cau mày nói chủ tớ với nhau mà thế đây. Chút tôn ti trên dưới cũng không có, quá là lộn xộn. Tạ chi phi lờ hắn đi, quay đầu nhìn Chu Thanh, đầu óc hiện lên cảnh tượng hắn và Chu Thanh ôm nhau, chợt dùng mình một cái. Hai anh ôm nhau là thành em dịch bê đê luôn đó, anh chủ ích thị vệ, chết tiệt, trong đầu em trăm cảnh tượng ích ghi rét dòi nè. Đúng là có hơi lộn xộn. Người đã ra rồi, mau đi hỏi đi. Bùi tiếu lại đá đá hắn tạ chi phi cắn răng đi lên mấy bậc thang khẽ ho khan hai tiếng yến tam hợp buông lý bất ngôn ra quay đầu nhìn tạ chi phi vẻ mặt tạ chi phi chợt mất khống chế khuôn mặt nàng dính đầy vết máu chán và khóe mắt đều có vết bầm tím tóc tuy rằng buộc lên nhưng có mấy sợi đã bết máu rít lại với nhau nhìn xuống phía dưới còn có vết máu trên quần áo tạ chi phi không bị đau tim nhưng lúc này không biết vì sao ngực lại đau đến toát mồ hôi lành có ai như ngươi không tạ chi phi nổi giận một cô nương sao cứ phải cậy mạnh như thế hả tam nhi tạ đạo chi lớn tiếng quát còn không mau đỡ muội muội ngươi lên xe cả nhà đều chờ đấy muội muội yến tam hợp biết rõ lời này là nói cho quan viên hình bộ nghe nhưng trong lòng vẫn cười gằn ai muốn làm muội muội của tên phong lưu này chứ còn không mau lên xe khẩu khí tạ chi phi vẫn rất nóng nảy, quay đầu, nhìn bùi tiếu lại quát lớn. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi gọi phụ thân ngươi tới, mau lên. Bùi tiếu thật sự rất muốn kiếm cây gậy đập chết tên khốn kiếp này. Ra mới chạy tới đó một lần rồi, ngươi còn bắt ta chạy lần thứ hai, ta con bà nó là người hậu của ngươi à. Chu Thanh không đợi bùi tiếu nói hết lời, người và ngựa đã lao ra ngoài. Tạ Chi Phi ôm quyền với hai vị quan lại hình bồ. Làm phiền nhị vị thay ta truyền lời cho từ đại nhân. Hai người vội cung thân đáp lễ. Mời Tam gia nói, từ đại nhân chăm sóc nghĩa muội ta rất tốt, phần ân tình này ta mãi mãi không quên. Tạ Chi Phi mỉm cười. Ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp. Thâm vái. Hai người kia chẳng dám đáp nửa chữ, nhìn qua tạ đạo chi, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng tạ đạo chi phất tay áo bỏ đi. Tạ Chi Phi buông lời tàn nhẫn, đang muốn xoay người thì lại nhận ra ánh mắt Yến Tam Hợp nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Yến Tam Hợp không né tránh mà lại con nheo mắt, trong ánh mắt lộ ra chút khó hiểu. Không hiểu cái gì không hiểu, Tam gia ta bảo vệ người nhà không biết sao. Ánh mắt Tạ Chi Phi lạnh lẽo quay đầu rời đi. Bánh xe lăn trên gạch đá xanh phát ra âm thanh xèo xèo xèo. Trong xe ngựa, Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn yên lặng nhìn nhau, không ai mở miệng trước. Hơn hai tháng, một nam một bắc, ai cũng không ngờ sẽ gặp lại ở cửa hình bộ. Hồi lâu, Lý Bất Ngôn cười ha ha. Nhớ ta không? Yến Tam Hợp gật gật đầu. Lý Bất Ngôn nghiêng đầu hỏi. Nhớ kiểu gì? Yến Tam Hợp đưa món tay chỉ ngực. Ôi đi ơi, đừng ép em đu bách hợp luôn chứ, em chết đây. Đối với một người không nói nhiều thì đây đã là cách biểu đạt cảm xúc lộ liễu nhất rồi. Lý bất ngôn hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ mình rất hài lòng. Hầu sự của tổ phụ ngươi ta đều đã xử lý xong rồi. Nàng ta chống cằm. Khoảnh khắc quan tài khép lại, bầu trời vốn u ám thoáng cái có ánh trăng chiếu rọi, ánh trăng đêm đó cực kỳ đẹp. Gương mặt đầy vết máu cũng không trở ngại nụ cười xinh đẹp của Yến Tam Hợp. Là một dấu hiệu tốt. Ta cũng cảm thấy như vậy, Ngươi thì sao, lại mơ thấy cái gì rồi? Yến tam hợp dăm ba câu kể lại giấc mơ cho nàng nghe. Nghe xong, Lý bất ngôn hạ giọng nói. Sau khi hóa niệm xong, người có thể biết mình là ai rồi? Chỉ mong như thế, chỉ là... Yến tam hợp dùng chân chạm vào mũi chân nàng. Chuyện trì hoán quá lâu, chuyện này không dễ làm đâu. Ta tìm ngươi. Lý bất ngôn ngồi xuống bên cạnh Yến tam hợp, dùng cánh tay nhích vào người nàng. Mau, Nói cho ta biết tổ phụ hai mình không bỏ xuống được chuyện gì còn nữa sao ngươi lại vào hình bộ đúng rồi chuyện nghĩa muội là sao yến tam hợp ta phải trả lời câu nào trước đây tạ phủ cổng sau tạ tổng quản kiễng mũi chân với đầu nhìn về phía cuối ngõ nhỏ chờ thấy có xe ngựa chạy vào thì sắc mặt hắn lập tức vui vẻ nói với tạ nhi lập đang trên bậc thang về rồi người đã về rồi lòng tạ nhi lập thả lòng. Mau, mất cho người chuẩn bị chậu than. Xe ngựa chậm rãi đến gần. Tạ nhi lập tự mình tiến lên đỡ tạ đạo chi xuống xe, nhân cơ hội thấp giọng nói. Không giấu được lão thái thái bên kia, người đang sốt ruột lắm, lệnh cho con ở đây chờ. Tạ đạo chi đè giọng xuống. Không thể để cho lão thái thái nhìn thấy dáng vẻ của nó bây giờ, con nói là nó bị kinh hãi nên về tĩnh tư cư nghỉ ngơi rồi. Tạ nhi lập giật mình, quay đầu nhìn một chiếc xe ngựa khác thì giật mình có hơi ngoài ý muốn lại cực kỳ phẫn nộ để ta tự đi nói với lão thái thái tạ đạo chi suy nghĩ một chút lại nói lát nữa bùi thúc con tới thì dẫn hắn đến bên kia sau đó con và lão tam tới thư phòng của ta vâng tạ nhi liệp đưa mắt nhìn phụ thân bước lên bậc thang thu lại tất cả biểu cảm xoay người đi tới trước mặt yến tam hợp cô nương chịu khổ rồi không sao giọng yến tam hợp không phập phồng gì coi như trả ơn các ngươi chăm sóc ta mấy ngày nay yến tam hợp lời này của ngươi có ý gì tạ chi phi vừa vặn nghe thấy ngọn lửa khó khăn lắm mới đè xuống chợt lại bị đốt lên trả ơn gì ai bắt ngươi trả hả láo tam tạ nhi lập gầm nhẹ tạ chi không sợ trời không sợ đất mẫu thân không sợ phụ thân không sợ chỉ sợ đại ca nhà mình tạ nhi lập hét lên vẻ khó chịu của hắn lập tức tiêu tan ba phần nhưng sắc mặt vẫn khó coi tạ tổng quản vừa thấy tình hình thì vội cười ha hà nói đại gia để cô nương đi qua chậu than trước đã rồi nói sau không khé lại gặp xui xẻo nữa thì không hay yến tam hợp ta không tin cái này tạ tổng quản khó xử cô nương không tin nhưng lão thái thái tin lão thái thái vừa nghe cô nương gặp chuyện không may thì chẳng buồn ăn uống mà chờ đến bây giờ Yến tam hợp thầm nghĩ tên tạ mập này chắc nịch nàng hay mềm lòng nên mới cố ý đưa lão thái thái ra hù dọa thì phải. Nhảy thì nhảy. Yến tam hợp nâng chân phải lên, vượt qua chậu than. Tạ tổng quản chờ chân nàng đáp đất thì hô to một tiếng. Đại cát đại lợi, bình an vô sự. Nhảy qua chậu than, đoàn người đưa Yến tam hợp về tĩnh tư cư. Thang viên đã sớm chờ ở cửa nhìn thấy dáng vẻ yến tam hợp thì không ngừng gạt lệ. Tạ Nhi lập sầm mặt. Khóc gì mà khóc, mau dẫn cô nương đi tắm rửa thay quần áo. Thang viên nghẹn ngào. Vâng. Yến tam hợp dừng bước trong sân. Không vội, ta có chuyện muốn nói. Yến nương nương. Tạ Nhi lập đoán được nàng muốn nói gì, vội vàng mắt lời. Chuyện ăn uống ngủ nghỉ này chưa bao giờ tính là ân tình. Việc cô nương hôm nay cứu muội muội ta là ân tình to lớn với tả phủ ta cô nương mãi mãi có thể coi tạ phủ là nhà mình. Yến Tam Hợp không biết nói gì, đành phải nhìn Lý Bất Ngôn đi theo từ xa. Tạ Nhi Lập nhìn theo ánh mắt của nàng. Vị này là ai? Tạ Chi Phi vội giải thích. Đại ca, là tỷ nữ của Yến cô nương. Tạ Nhi Lập khẽ nhíu mày. Một tỷ nữ sao lại có khí chất như thế? Lúc này, Lý Bất Ngôn đi lên phía trước, hắng giọng một cái. Cái tên, khổ chủ đâu? khổ chủ khổ chủ gì người trong viện hai mặt nhìn nhau khổ chủ có quan tài nứt ra đó bùi tiếu lúc này mới hiểu được là nàng đang gọi mình vội vàng tiến lên ở đây ở đây ta ở đây lý bất ngôn nhìn hắn ngươi tìm ta là vì hỏi thăm người hóa niệm giải ma là ai phải không chẳng phải là hỏi thừa sao bùi tiếu liên tục gật đầu lý bất ngôn chậm rãi nhách môi vươn tay chỉ là nàng mọi người nhìn theo hướng ngón tay của nàng chỉ, mắt đỏ lên, hô hấp bị kẹt lại, giống như có một ngọn lửa thiêu qua khiến đầu óc cả đám đều hồ đồ. Yến tâm hợp, sao lại là nàng ta? mươi 57, làm chủ. Người đùa ta đấy à? Bùi tiếu cười nhạo. Nếu là nàng thì ta còn phí sức ngàn dặm xa xôi chạy phủ vân nan làm gì? Tạ ngũ thập, người nói có phải hay không? Tạ ngũ thập. Vẫn không có ai trả lời. Bùi tiếu đá qua. Người sao vậy, cầm điếc rồi à? Tạ chi phi lúc này cảm giác mình rơi vào trong đám pháo đang nổ, trước mắt nổ tung tuế lên từng chuỗi. Hắn khó tin chừng mắt nhìn Yến Tam Hợp đến nổi cả tơ móng. Yến Tam Hợp, vì sao người phải vòng một vòng lớn để lãng phí nhiều thời gian như vậy? Tạ Tam gia. Yến Tam Hợp thản nhiên nói. Thần tài cần thỉnh, Bồ Tát cần thỉnh, hóa niệm giải ma tất nhiên cũng phải thỉnh rồi. Được rồi, ta giải thích thẳng thắn một chút nhé. Lý bất ngôn mỉm cười. Cũng không thể để tiểu thư nhà ta chủ động tới cửa hỏi, quan tài nhà ngươi bị nứt sao, phải không? Mọi người. Cho nên mới phải thông qua người trung gian, xin lỗi các vị, ta chính là người trung gian kia. Lý bất ngôn ưỡn ngực. Nói trắng ra nữa thì có người cầu thần tài, cầu Bồ Tát, cũng phải đốt trước ba nén hương mới dám mở miệng, và bồn nha hoàn ta chính là ba nén hương kia. Tạ chi phi hiểu thì hiểu, nhưng trong lòng lại có nghi hoặc yến tam hợp vậy lúc trước ngươi tới tả ra lý bất ngôn nhún vai có hơi bất đắc dĩ khổ chủ là tổ phụ của tiểu thư nhà ta người một nhà mà ta cũng hết cách nên tiểu thư nhà ta chỉ có thể ấm ức chủ động tới cửa thôi đúng rồi các ngươi không làm khó nàng chứ lúc nàng nói lời này tay lại sờ đến thắt lưng bùi tiếu đã từng chứng kiến thân thủ của người này mặc dù có vài lời hắn nghe mà mơ hồ như lọt vào trong sương mù, cái gì mà tổ phụ, cái gì mà đến tạ ra, nhưng điều này không ngăn được đầu óc hắn suy nghĩ. Không làm khó, không làm khó chút nào, Minh Đình, người cầm miệng. Tạ Chi Phi đột nhiên giống to một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp Yến Tam Hợp. Ngươi vừa là khổ chủ, lại là người giải ma, như vậy. Chuyện xui xẻo không rơi vào đầu ta. Giọng Yến Tam Hợp vẫn thản nhiên không rơi xuống đầu nàng vậy cũng chỉ rơi xuống trên đầu tạ ra huyệt thái dương tạ chi phi nhảy dựng lên đủ loại nghi ngờ khắc sâu trong lòng hắn một tháng trước cuối cùng đều được cởi bỏ vào giờ phút này nàng mang theo hương bên người hương kia khác với hương bình thường nàng biết rõ nguyên nhân vì sao không đốt hương được vì sao nó lại bị gãy nàng sốt ruột chạy đi lại sốt ruột chạy về nàng kéo tơ lột kén từng chút một Trăm phương ngàn kế tìm kiếm tâm ma của Yến Hành. Hết thầy mọi chuyện đã sớm mơ hồ lộ ra việc nàng căn bản không phải khổ trụ gì sắt, mà nàng mới là cao nhân hóa niệm giải ma kia. Tạ Chi Phi chậm chạp xoay đầu, kinh ngạc nhìn về phía đại ca nhà mình. Tạ Nhi lật rõ ràng biết vì sao lão Tam lại có vẻ mặt này. Cái đêm mưa to gió lớn đó nàng chạy về kinh thành, lại hơi dừng lại trước cửa tà phủ căn bản không phải sợ hãi lần nữa bước vào tạ phủ, mà là... Mà là đang do dự con nên nhân cơ hội này báo thù cho phụ thân mẫu thân huynh đệ của mình hay không? Nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ hiềm khích lúc trước giúp lão thái thái đoạt lại mạng sống, giúp tạ ra tránh thoát kiếp nạn này. Tạ nhi lập hít sâu một hơi, đè tất cả cảm xúc xuống, vỗ vỗ vai lão tam. Tạ lão tam hỏi. Vậy bây giờ người quý gia nên làm như thế nào? yến tam hợp cảm thấy ánh mắt người này nóng rực đáy mắt tối tăm không đáy vì thế nàng nghiêng mặt ho khan một tiếng lý bất ngôn cười nói việc này không thể nói với ngươi phải nói với khổ chủ cuối cùng cũng đến lượt ta bùi tiếu đầy tạ chi phi ra ta cũng tính là một nửa khổ chủ ngươi nói với ta đi lý bất ngôn nhìn hắn khẽ cười ngươi làm chủ được sao phải làm được thôi được lý bất ngôn vỗ tay vậy ta hỏi ngươi Ngươi định dùng cái giá nào để thay người chết hóa niệm giải ma? Mặt bùi tiếu nứt ra. Chuyện này còn phải trả giá sao? Yến tam hợp nhìn bùi tiếu. Tất cả mọi chuyện trên đời này đều phải trả giá. Ngươi không phải khổ chủ, gọi khổ chủ thực sự đến đây. Cút. Bùi tiếu cứng người không nhúc nhích, trong đầu có thứ gì đó chợt lóe lên, sau đó cả người nhảy dựng lên. Ngươi, 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 đúng vậy. Yến tam hợp cười gần ta chính là tiểu ký nữ đại gia tạ phủ giấu ở bên ngoài bùi tiếu ngọc hoàng đại đế mau hao cho ta thăng thiên đi ta đã không còn mặt mũi gặp người nữa bùi thái y đến cửa rồi một giọng nói này kéo bùi tiếu từ trong sự xấu hổ tột cùng ra ngoài hắn tái mặt gật đầu với tạ nhi lập một cái đại ca chỉ là hiểu lầm thôi ta đi quý ra trước lát nữa đệ đệ ngươi sẽ nói gió với ngươi Tạ Nhi lập nhìn bóng lưng người này chạy trốn, trong lòng tự nhủ nếu không phải nề tình phụ thân ngươi thì hôm nay ta sẽ đập chết ngươi. Tạ Đại Gia Nghe Yến Tam Hợp gọi hắn, Tạ Nhi lập lập tức thu lại suy nghĩ đã. Yến cô nương, quý gia đã đến mức bị xét nhà diệt tộc, dù phải trả giá bao nhiêu, hẳn là đều sẽ hóa niệm giải ma. Yến Tam Hợp bình tĩnh Mấy ngày nữa ta sẽ rời đi, lời vừa rồi không phải vì tức giận gì cả, ta vừa không thích nợ người khác, cũng không thích người khác nợ ta, ai tự đi đường lấy. dứt lời, nàng mệt mỏi xoay người đi vào phòng. lý bất ngôn ôm lấy vai thang viên, kéo nàng đi vào trong. xem ra lúc ta không có ở đây, có rất nhiều chuyện xảy ra nhỉ? nghe nói ngươi hầu hạ tiểu thư nhà ta, mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì thú vị thế. thang viên biết rõ người ôm nàng là một cô nương, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng, bước đi cũng đồng tay đồng chân cả viện lớn như vậy, đảo mắt chỉ còn lại hai huynh đệ, cả tạ tổng quản nghẹn một bụng nói không dám đổ ra ngoài. Đúng lúc này, bùi ngụ đi vào trong viện. Tạ tổng quản vội vàng ra nghênh đón. Bùi thái y, ngài mau đi theo ta. Bùi thúc. Tạ chi phi gọi bùi ngụ lại. Nàng bị thương rất nặng, ngài khám ký kỹ cho nàng nhé. Tiểu tử ngươi. Bùi ngụ trừng mắt. Có khi nào ta không khám kỹ chưa? Đêm đến chìm trời lấp đất chìm xuống. Ánh đèn trong phòng chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của tạ chi phi. Ca ca. Hắn khẽ giọng nói. Huynh không tận mắt nhìn thấy một cô nương cưỡi ngựa ngày đêm trong gió trong mưa đến mạng cũng không cần. Tạ nhi lập nhìn lão tam. Ta có thể tưởng tượng ra được. Ta luôn cho rằng nàng ta là vì bản thân mình, cho đến hôm nay. Ánh mắt tạ chi phi trong chợt ảm đạm. Tả ra chúng ta không chỉ nợ tổ phụ nàng, mà còn nợ nàng. Tạ Nhi lập im lặng không nói. Ta rất muốn gặp người ấy, dù chỉ liếc mắt một cái cũng được. Tạ Chi Phi nhắm mắt lại. Người có thể dạy ra được con cháu như vậy, ta thật kính nể từ đáy lòng. Tạ Nhi lập xưa nay về mặt nhạt nhẽo cũng lộ ra vẻ rung động hiếm thấy. Huynh trưởng, nói lại chuyện hôm nay đi. Giọng nói Tạ Chi Phi khàn khàn. Đệ thực ra đã thầm thăm dò, nàng thực ra cũng chỉ có vài chiêu mèo ba chân, sao lại có lá gan lớn như vậy, dám một mình ở lại. Ca ca, đệ chưa từng gặp một nữ tử như vậy. Nữ tử trên đời này, không phải đều nên giống như nhị muội, Yêu điệu nhẹ nhàng, dịu dàng yếu ớt. Chịu ấm ức thì khóc vài tiếng, vui vẻ thì làm nũng. Đứng ở phía sau nam nhân, để nam nhân chắn gió che mưa cho sao. Tại sao đến nàng thì lại khác biệt thế? Nói đến đây, lão tam. Tạ nhi lập bình tĩnh. Tạ phủ chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt ở kinh thành, vì sao từ thịnh còn dám động thủ? Tạ chi phi sợ hãi cả kinh. Đại ca, ý của huynh là. Tạ nhi lập gật gật đầu, suy nghĩ. Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, để âm thầm để ý thử. Sát ý trong đáy mắt tạ chi phi chợt lóe lên. Yên tâm, để chắc chắn cha ra manh mối. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 58, gài 7. Viện Ngọc Thanh, nhị gia tạ bất hoặc bước vào. Bọn nha hoàn vội vàng đứng dậy hành lễ. Nhị gia tới rồi. Tạ bất hoặc bể nghĩ nhìn mọi người trong phòng, lạnh lùng nói. Ra ngoài. Mấy đại nha hoàn trong phòng không biết nhị gia mình hôm nay bị làm sao, vô đến hỏi thăm chủ tử nhà mình. Đôi mặt xinh đẹp của tạ uyển su khóc sưng lên như quả đào, nghe hai chữ. Ra ngoài. Thì ngừng phát đầu lên khó hiểu nhìn ca ca nhà mình tạ bất hoặc cao giọng lạnh lùng nói đi ra ngoài hết có nghe không mấy đại nha hoàn vội vàng buông kim chỉ trong tay xuống đồng loạt rời đi tỷ nữ hải hoa là người cuối cùng bước ra khỏi ngưỡng cửa lo lắng quay đầu lại nhìn tiểu thư một cái rồi đóng cửa giúp hai huynh muội họ trong phòng không có người ngoài tạ bất hoặc ngồi xuống ghế ánh mắt lạnh lùng nhìn tạ huyền xu không nói lời nào Tạ Uyển Xu bị hắn nhìn đến sợ hãi, khóc nói. Nhị ca sao lại nhìn ta như vậy, ta hôm nay suýt nữa đã. Dầm. Tạ bất hoặc đấm nắm tay lên bàn. Tạ Uyển Xu, muội còn không biết xấu hổ mà nói. Tạ Uyển Xu sợ tới mức ngưng khóc. Ta hỏi muội. Tạ bất hoặc ép giọng nói xuống thấp nhất, để chỉ hai người có thể nghe được. Lần trước ta dẫn muội ra phố, lúc đi ngang qua bảo Ngọc Hiên, hỏi muội có muốn mua gì không, muội trả lời ta như thế nào? Muội nói đồ của Bảo Ngọc Hiên, làm sao so được với Bảo Khánh Hiên? Muội, Tạ Huyền Xu vừa định giải thích, bỗng nhiên thấy hai mắt ca ca nhà mình tóe lửa, sợ tới mức che mặt nấp nở. Muội còn không biết xấu hổ mà khóc. Tạ bất hoặc suýt thì bị chọc tức đến nội thương, nắm đấm kêu răng rắc. Hắn hôm nay ở bàn điếm thành Bắc nghe tin muội muội bị người ta đùa giỡn, vừa tức vừa vội, ném chuyện trong tay xuống rồi trở về ngay vừa chạy tới trong phủ hỏi thăm tình hình trước sau trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không đúng muội muội xưa nay không thích bảo ngọc hiên sao có thể đi dạo trong cửa hàng kia được vốn hắn còn tưởng rằng nha đầu này đột nhiên nổi hứng sao lại nghe nói yến tam hợp vì cứu nó mà bị bắt vào đại lao hình bộ suy đi nghĩ lại một lúc lâu mới hiểu được sự không thích hợp là từ đâu mà đến nói đi tạ bất hoặc đứng lên hung thần ác sát ai bảo muội làm vậy Tạ Uyển Xu bởi vì chuyện của Bảo Ngọc Hiên mà đã ấy nấy tự trách suốt một ngày, lúc này như nò mạnh hết đà, lại thêm dáng vẻ ăn thịt người này của ca ca nhà mình, thì sao mà chịu nổi. Ca ca, Bảo Ngọc Hiên có thứ tốt mới nhập, vì sao muội không thể đi xem? Nàng khóc không thành tiếng. Muội cũng đâu muốn gặp phải người xấu kia, muội cũng đâu muốn yến tỉ tỉ vào nhà lao, vì sao các ngươi đều trách ta, ta đã làm sai cái gì hả? Càng nói càng ấm ức, càng nói càng chua xót ngươi làm sao biết bảo Ngọc Hiên có thứ tốt mới nhập? Hả? Tạ Uyển Xu ngần ra. Ai nói cho ngươi biết bảo Ngọc Hiên có thứ tốt? Đỗ Y Vân nói, nàng bảo ta rảnh rỗi thì đi xem thử, muội nghĩ tiệc ngắm hoa sắp tới rồi, phải ăn mặc thật xinh đẹp, ai ngờ. Tạ Bất Hoặc vừa nghe, thì trong lòng hoàn toàn lạnh xuống. Muội có biết trước đó vài ngày, Đỗ Y Vân và Yến Tam hợp xảy ra xung đột ở hậu hoa viên không? Biết rồi. Tạ Uyển Xu thút thít các nàng không hợp nhau thì liên quan gì đến muội cũng đâu phải muội cãi nhau với các nàng muội Tả bất hoặc thật muốn cậy đầu em gái ra nhìn xem bên trong chứa cái gì toàn phân hà ta hỏi ngươi tật số muội không đi dạo bảo ngọc hiên là học từ ai đỗ y vân á nàng nói đồ của bảo ngọc hiên nào có thể so sánh với sự tinh xảo phú quý của bảo khánh hiên một người không đi dạo bảo ngọc hiên thì sao biết bảo ngọc hiên có nhập thứ tốt là sao Tạ Uyển Xu hỏi. Không ngờ còn không hiểu luôn. Trong phủ đồn yến tam hợp là thiếp của tam ca ngươi, Đỗ Y Vân luôn tự cho mình là tam phu nhân, nàng có thể chấp nhận được sao? Tạ bất hoặc tức chết. Cũng chỉ có muội ngu xuẩn, ngốc nếch đi làm đồng lóa với người khác thì. Muội là đồng lóa, sao muội có thể là đồng lóa, muội? Tạ Uyển Xu đột nhiên hiểu ra, hai con mắt sưng đỏ đáng thương nhìn Tạ bất hoặc, chẳng nói nên lời một lúc lâu sau thì nàng hòa khóc trong mắt tạ bất hoặc vẫn còn chứa ánh lửa cùng là nữ tử nội trạch một người khôn khéo tàn nhẫn đến mức có thể im lặng lấy mạng người một người lại ngây thơ ngu ngốc đến mức chỉ biết ăn uống vui chơi vì sao mà di nương dậy tới dậy lui rồi nhưng vẫn ngu xuẩn như thế được tạ bất hoặc thở dài giọng nói trầm xuống việc này muội cất luôn trong bụng đừng nói với ai hết tạ uyển su ngừng khóc ca ca vì sao chứ muội còn chê lão thái thái chưa ghét bỏ huynh muội chúng ta đủ sao nhưng dù sao cũng phải để cho bọn họ biết đỗ y vân nàng ta chỉ ở đằng sau gài bẫy người chủ động dính bẫy chính là muội muội có chứng cứ gì sao tạ bất hoặc cắn răng bọn họ chẳng phải không nghi ngờ muội và đỗ y vân thông đồng ư tạ uyển su giật mình trong mắt lại nhanh chóng chứa đầy nước mắt ấm ức muốn chết đi được tạ uyển su muội nhớ ghi lời ta nói tả bất hoặc nhấn mạnh. Sau này hãy đối xử với Đỗ Y Vân thật tốt, không nên thân cận, cũng không nên đắc tội. Tạ Uyển Xu sao có thể cam tâm? Nàng lợi dụng ta như vậy, ta vì sao không nên đắc tội, vì sao còn muốn thân cận? Bởi vì, muội là con thứ." Ngữ điệu Tạ bất hoặc lộ ra vài phần bi thương. Cô nương thứ xuất giao hảo với tiểu thư đích xuất, sau này có thể khiến nhà chồng tương lai trọng muội. Tạ Uyển Xu vừa nghe lời này, nước mắt càng rơi nhiều hơn, muốn dừng cũng không ngừng được. Tả bất hoặc nghe nàng khóc mà mềm lòng, giọng nói cũng dịu xuống. Nếu cảm thấy có lỗi với Yến tỷ tỷ, thì hãy thường xuyên đi thăm nàng, rồi trò chuyện với nàng nhiều vào. Không phải huynh bảo ta không gần không xa sao. Tạ huyền su nghẹn ngào. Ca ca sai rồi. Giọng tạ bất hoặc rất nhỏ. Người như nàng, chắc chắn phải gần, trăm phương ngàn kế mà đến gần. Vết thương không được dính nước, băng gạc còn phải đắp vài ngày, đều là ngoại thương nên không cần uống thuốc, mấy ngày nay ăn uống thanh đạm một chút là ổn rồi. Bùi ngủ hít mắt nhìn Yến Tam Hợp. Cô nương còn có chỗ nào không thoải mái không? Yến Tam Hợp. Không có. Bùi ngủ. Có cảm thấy rét run gì không? Không lạnh. Yến Tam Hợp cảm thấy không đúng lắm. Sao thế bùi thái y, trên người ta còn bệnh gì khác sao? Không có, không có. Bùi ngủ vội khoát tay. Cô nương dưỡng nhé, ta cáo từ trước đây. Yến Tam hợp chờ hắn đi rồi, hỏi. Bùi Thái Y và họ bùi kia có quan hệ gì thế? Thang viên vội nói. Hồi bẩm cô nương, bọn họ là phụ tử. Chẳng trách lại có nét giống nhau. Lý bất ngôn tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Yến Tam hợp. Quên đi, nể tình hắn giúp người khám bệnh, ta bỏ qua cho họ bùi kia. Môi thang viên giật giật, muốn nói chuyện nhưng không dám. Nhưng không nói thì nàng lại nhìn không nổi làm tì nữ, sao có thể ngồi ngang hàng với chủ tử chứ? Yến Tam Hợp, có đói bụng không? Lý bất ngôn chống cằm, giống như làm nũng. Đói chết đi được, cả ngày không ăn cơm, ngực cũng đói đến xẹp một nửa rồi nè. Thang viên lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa thì ngất đi, nhưng vẫn cố chống đỡ nói. Nô tỳ đi chuẩn bị ngay, cho người mang chút nước nóng đến. Yến Tam Hợp nhìn bộ xiêm y của Lý Bất Ngôn. Mấy ngày không giặt rồi, Lý bất ngôn vươn một bàn tay ra. Năm ngày. Yến tam hợp. Sắp thiêu luôn rồi. Lý bất ngôn cười khanh khách. Hèn gì dọc đường, không có nam nhân nào nhìn ta. Thang viên lảo đảo một cái, vội vàng lấy tay đỡ khung cửa, bước ra ngoài. Trong đình viện, đại gia, tam gia vẫn còn ở đó. Thấy nàng đi ra thì tạ nhi lập hỏi. Cô nương thế nào rồi? Bẩm đại gia, nói là đói bụng. Mau đi chuẩn bị. Đại gia, tam gia." Giọng nói ta tổng quản từ xa đến gần. "Lão gia quý phủ tới." "Sớm vậy sao?" Hai huynh đệ liếc nhau, Tạ Nhi lập thấp giọng cảm ơn. "Để đi chào hỏi, ta tránh đi trước một chút." Chương 59, thành ý. Bùi Tiếu dẫn cậu mình, Quý Lăng xuyên bước vào tính tư cư. Tạ Chi Phi vội vàng ra nguyên đón. "Quý ba bá, nàng mới từ bên ngoài trở về, còn chưa ăn cơm tối, bá" Khổ chủ tới rồi à. Lý bất ngôn chẳng biết lúc nào đã đứng ở dưới mái hiên. Mau đi vào đi. Tạ chi phi. Quý ba bá, vậy cháu cùng đi vào. Người không liên quan chờ ở bên ngoài. Quý lăng xuyên nghi ngờ nhìn tạ chi phi, tạ chi phi vội chân an. Bá đừng lo lắng, vị cao nhân kia rất tốt. Quý lăng xuyên ôm quyền với tạ chi phi rồi nhấc chân đi vào trong phòng. Lý bất ngôn chờ hắn đi vào, chờ tay đóng cửa, sau đó duỗi đôi chân dài ra, Hoành tay lại làm môn thần. Trong phòng, không vang lên bất kỳ âm thanh nào. Bùi tiếu ho khan một tiếng, lại ho khan một tiếng. Đến khi ho tiếng thứ năm thì tả chi phi sợ hắn ho văng cả phổi nên đành đi tới bên cạnh Lý Bất Ngôn. Lý Bất Ngôn chẳng thèm nhấc mí lên. Tả chi phi. Cô nương đói không? Lý Bất Ngôn. Có. Tả chi phi. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, hay là lót dạ trước đã? Lý Bất Ngôn. Ấy. Tạ Chi Phi. Đến phòng bên cạnh dùng cơm đi, để ta trông coi giúp cô nương. Lý Bất Ngôn. Hơi. Tạ Chi Phi. Ngươi hơi cái gì? Lý Bất Ngôn. Xí. Tạ Chi Phi. Ta chỉ tốt bụng sợ ngươi đói thôi. Lý Bất Ngôn. Ồ. Tạ Chi Phi, thật sự không có ý gì khác. Lý Bất Ngôn cuối cùng cũng chịu nhấc mí mắt lên, chỉ vào mặt mình, cuối cùng nói một câu. Trên mặt ta có viết ba chữ ngốc bạch ngọt. Tạ Chi Phi quay đầu nhìn Bùi Tiếu, ngốc bạch ngọt là có ý gì? Bùi Tiếu, quỷ mới biết. Tạ Chi Phi, nghe không giống lời gì hay. Bùi Tiếu, hiểu. Tạ Chi Phi, bước tiếp theo phải làm sao? Bùi Tiếu, tiếp tục. Đừng dùng kế điệu hổ ly sơn với ta. Lý bất ngôn hận nhất là có người mắt qua mày lại trước mặt mình, đã thế còn là hai nam nhân nữa chứ. Chưa từng nghe thấy câu này sao, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Tạ Chi Phi Bùi tiếu. Trong phòng, quý lăng xuyên cực kỳ bất ngờ. Trước khi đến tạ ra, hắn cứ nghĩ cao nhân kia rốt cuộc là gì? Hòa thượng, đạo sĩ, phù thủy, hay là kỳ năng dị sĩ? Nhưng dù thế nào cũng không ngờ đó lại là một cô nương tuổi còn trẻ thế này, nét trẻ con trên mặt nàng còn chưa biến mất nữa là. Có phải là sai rồi sao? Người như vậy làm sao có thể? Hắn âm thầm đánh giá Yến Tam Hợp, Yến Tam Hợp cũng đang đánh giá hắn. Khoảng 50 tuổi, bảo dưỡng không tệ, dáng người hơi mập mạp, có thể thấy được cuộc sống trước kia vô cùng tốt. Khuôn mặt có vài phần giống bùi tiếu, nhưng ấn đường biến thành màu đen, hai mắt sưng phù vô thần, không phải điềm lành. Nàng chậm rãi mở miệng. Sau khi để phúng viếng bảy ngày thì vào giờ tí ngày thứ tư quan tài bà nứt ra, các người dùng đinh đóng quan tài lại, sau đó đem đi chôn cất. Già đầu quý lăng xuyên rợn lên. Sao ngươi biết? Việc này ngoại trừ mấy người gác đêm quý ra thì đến đứa cháu ngoại yêu quý nhất của lão thái thái cũng không hề biết. Dùng 18 cái đinh, mỗi cái đinh một tầng nhập, các ngươi là muốn đánh bà ấy vào 18 tầng địa ngục sao? Quý lăng xuyên cả kinh tim đập thình thịch, vội vàng thề thốt phủ nhận. Không phải như vậy, thiếu một cái đinh, quan tài không thể đóng, thêm một cái đinh, nó sẽ rơi ra. Lúc ấy cho rằng chỉ là trùng hợp, nên không để tâm nhưng quan tài nứt ra, dù sao cũng không phải là chuyện tốt gì, vì vậy ông lại bảo cháu ngoại bùi tiếu mười tám vì cao tăng tăng lục tự, đến nhà niệm kinh vãng sinh ba ngày. Cứ tưởng là không sao, ai ngờ. Quý lăng xuyên giờ phút này nào còn nghi ngờ hay không nghi ngờ gì nữa, hai chân gặp lại, buồn bã nói. Xin đại sư hãy cứu quý gia ta với. Yến Tam Hợp đi tới trước mặt hắn, không hề báo trước, đưa ngón tay chỉ lên. Quý Lăng Xuyên chỉ cảm thấy lông mày lạnh lẽo, trước mắt tối đen như có gì đó che lại. Dần dần có một chùm ánh sáng rơi bịch xuống, rơi vào trên người một người, người nọ có mái tóc hoa dâm, mặt đầy nếp nhăn, đi từng bước gian nan trong gió tuyết. Tuyết kia vừa dày vừa sâu, liếc mắt một cái đã nhìn không thấy đầu, người đó té ngã lại bò dậy, đi vài bước lại ngã xuống, đó chính là mẫu thân già của hắn đáng sợ đến mức thần hồn hắn muốn nứt ra là vì có máu chảy xuống từ trong hốc mắt của nàng. Một giọt, hai giọt, cảm giác mát lạnh từ giữa mày biến mất, quý lăng xuyên giật mình, thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại được. Thấy rõ chưa? Quý lăng xuyên giật mình tỉnh táo lại, vội dập đầu với Yến Tam Hợp. Chán vừa chạm đất thì giọng nói lạnh như băng của Yến Tam Hợp đã vang lên trên đỉnh đầu. Khoan vội dập đầu, niệm của quý lão thái thái không tốt, hiếu tử, người nguyện trả giá gì. Quý lăng xuyên ngừng đầu lên, kinh hãi mở to hai mắt, không chút do dự nói. Dùng hết khả năng của ta, dù có tán ra bài sản cũng không tiếc. Vậy ta sẽ trở thành ý ngươi bỏ ra. Yến Tam hợp lạnh lùng nói. Đi đi. Cánh cửa gỗ sơn son cách một tiếng mở ra, quý lăng xuyên lảo đảo đi từ bên trong ra. Tả chi phi và bùi tiếu thấy sắc mặt hắn còn khó coi hơn cả người chết, không hẹn mà cùng tiến lên một trái một phải đỡ lấy cậu quý bá quý lăng xuyên nhìn hai người mới cảm giác trong lòng có chút ấm áp như là vừa trở lại dương gian tìm một chỗ nói chuyện đi tả chi phi vội nói minh đình đưa quý bá đến thư phòng ta trước đi bùi tiếu chừng mắt nhìn hắn vậy còn ngươi tả chi phi ta và yến cô nương nói vài câu rồi lập tức tới ngay có gì để nói chứ Bùi Tiếu Lòng còn sợ hãi nhìn vào trong phòng, nữ nhân thế này thì tránh đi còn không kịp ấy. Ngươi nhanh lên cho ra, lập tức. Tạ Chi Phi xoay người nhìn về phía Lý Bất Ngôn, "Ta có thể đi vào không?" Lý Bất Ngôn làm tư thế mời. Trong phòng đốt hương, hương này không phải đàn hương, cũng không phải Phật hương, mà thoang thoảng thấm vào ruột gan. Yến Tam Hợp đã thay y phục dính máu kia, thành một bộ áo mới do Tạ phủ áo mới thay đi hoàn toàn cái nét đơn sơ đạm bạc thường ngày của nàng, để lại ba phần mềm mại, hai phần ôn hòa, còn có một phần ngây thơ. Nhưng gương mặt nàng vẫn lạnh như băng. Tả chi phi đi tới gần, mím môi, hắn sơ nay miệng lưỡi ngọt như lò xo, lần đầu tiên lại không biết nói cái gì cho phải. Nói cảm ơn, người ta căn bản không cần ngươi cảm ơn. Nói xin lỗi, nàng sẽ cảm thấy hắn là đạo đức giả. Sau một lúc lâu, tả tam gia mới phun ra một câu vết thương có đau không yến tam hợp liếc hắn một cái không sao tả chi phi câu trả lời gì thế đúng là nói nhảm hắn im lặng một lát rồi nói về sau gặp phải chuyện thế này thì không nên cậy mạnh lại càng không nên một mình ở lại đối phó vậy tam gia chỉ ra cho ta chiêu nào hay đi quay đầu bỏ chạy sau đó nghĩ cách báo quan yến tam nhắm mắt lại lộ vẻ trào phúng tạ ra các ngươi không phải là quan sao. Tạ chi phi nghẹn hỏng, không thể phản bác. Nói tóm lại, bảo vệ tốt bản thân vẫn quan trọng hơn. Yến Tam Hợp bình tĩnh hỏi. Sau đó trơ mắt nhìn muội muội ngươi bị đùa giỡn ư. Tạ chi phi chỉ cảm thấy đau đầu, đau ngực, cả người đều đau, cần hoãn lại một chút. Người này cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình này giống như tảng đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng, còn nói nữa thì chắc chắn chỉ có tranh cãi mà thôi. Đa tạ ngươi đã cứu ta ra ngoài." Dứt lời, không khí như động lại. Chương 60, tò mò. Tạ Chi Phi quả thực không thể tin vào tai mình. "Ngươi vừa mới nói cái gì cơ? Có dám lặp lại lần nữa không?" Yến Tam Hợp đứng lên, hơi ngẩn cầm. "Ta nói, quan giả nhà họ tả các ngươi, xem ra cũng chỉ như vậy thôi." "Tạ Chi Phi? Ấy, sao lại bắt đầu không thân thiện rồi? Không đúng." Hai tai Tạ Chi Phi ong ong, biến sắc. "Ngươi ý của ngươi là, ta không có ý gì sất. Yến Tam hợp vòng qua hắn, xoay người đi vào trong phòng. Nếu nàng quay đầu lại, thì lúc này có thể thấy ánh mắt thẳng tắp của tà Tam ra. Nàng nhận ra chuyện kỳ quái ở Bảo Ngọc Hiên sao? Nàng ta đang hàm xúc nhắc nhở mình, nhắc nhở tả ra, phải cẩn thận ư. Ngươi, ngươi, ngươi. Trước mắt hết thảy đều thành hóa thành hư vô, đầu óc tà tam ra cảm giác mình lần nữa rơi vào tình trạng pháo nổ, trước mắt từng đốm pháo thi nhau nổ vang Tạ chi phi không biết mình ra khỏi tính tư cư rồi trở về thư phòng của mình như thế nào nữa tiếp đó hắn bị tiếng kêu của bùi tiếu làm cho hoàn hồn thành ý gì bùi tiếu vỗ bàn một cái Tạ ngũ thập chuyện này không đúng lắm năm trăm lượng là thành ý năm vạn lượng cũng là thành ý đó chẳng phải là cái động không đáy sao Ra mặt tả tam ra tê liệt hơn nửa ngày quý bá việc này người tự quyết định đi người có chú ý gì không? Quý Lăng Xuyên kích động. Nàng ta muốn cái mạng già này của ta ta cũng bằng lòng đưa cho. Bá, ngươi không hiểu. Quý Lăng Xuyên kêu người bên ngoài cửa. Người đâu? Tâm Phúc đẩy cửa tiến vào. Lão ra, lập tức hồi phủ, lấy tất cả tiền mặt và khế đất trong nhà ra. Vâng. Bùi tiếu nhảy dựng lên. Cậu, cậu đưa hết tiền và khế đất cho nàng ư. Khuynh gia bại sản cũng phải giữ mạng trước đã. Quý lăng xuyên khoát tay, ý bảo tên cháu ngoại này đừng ồn ào nữa, đau đầu nhức não quá. Bùi tiếu đảo mắt mấy cái, kéo cánh tay tạ chi phi đi ra ngoài, chuyện liên quan đến tiền bạc, hắn không thể không suy nghĩ nhiều được. Đến gian ngoài, giọng nói bùi tiếu thấp xuống. Tả thừa vũ, họ yến này rốt cuộc là gì của Tả ra các ngươi? Hai người làm sao quen biết nàng? Rốt cuộc nàng ta có lai lịch gì? Tại sao phụ thân ngươi lại nhận nàng làm con nuôi? Vì sao nàng còn trẻ đã hiểu những chuyện thần thần quái quái này? Tả chi phi chẳng biết nói thế nào, có vấn đề là không thể đáp, có vấn đề là hắn cũng muốn biết. Đúng rồi, ngươi nói xem nàng có phải là thần côn lừa đảo hay không? Bùi tiếu gãi gãi mặt, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Hoặc là, bùi minh đình. Tả tam ra bị cuốn lấy thì bực bội. Quan tài bà ngoại ngươi bị nứt ra rồi kia, lúc này người còn so đo chuyện tiền bạc, nương nó tiền nó chui hết vào trong mắt ngươi rồi ngươi xem xem, chủ tớ các nàng chủ không ra chủ, tớ không ra tớ. Một người lạnh như băng giống người chết, một người tuổi còn trẻ thân thủ đã tốt như vậy, còn nữa, ngươi nói xem ngốc bạch ngọt là cái gì hả? Bùi tiếu nóng này. Bùi gia ta sống 20 năm còn chưa từng nghe đến ba chữ ngốc bạch ngọt này, ngươi không cảm thấy có gì kỳ lạ gì sao? Tả Chi Phi vừa định nói thì Chu Thanh đã vội vàng chạy tới. Ra, người đến Phủ Vân Nam đã mang thư về rồi. Ở đâu? Tạ Chi Phi vội vã cười nói với Bùi Tiếu. Ngươi vào nhà với cậu ngươi đi, có chuyện gì đợi ta quay lại rồi nói. Ngươi gạt ta chuyện gì phải không hả? Bùi Tiếu nghe được ba chữ Phủ Vân Nam, trực giác đã không đúng. Phủ Vân Nam là nơi ở của đôi chủ tớ kia. Tiểu tử này vì sao phải phái người đi qua đó? Mục đích cử người qua đó là gì? Có phải là điều tra về hai người bọn họ hay không? Bùi tiếu túm lấy vạt áo tạ chi phi. Tạ ngũ thập, nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng, thì ông đây sẽ mắng cho đến khi phần mộ tổ tiên nhà ngươi nứt ra đấy. Họ bùi kia. Tạ chi phi xưa nay tính tình rất tốt, nhưng nếu như chọc giận hắn thì hắn sẽ giống như con sư tử được tỉnh ngủ, há miệng ra là muốn ăn thịt người. Họ bùi kia sẽ sợ hắn không ư. Hai người từ nhỏ đã lớn lên với nhau, đối phương thế nào hắn đều hiểu rõ ràng, sư tử được kia muốn cắn người khác thì được, nhưng nếu muốn cắn bùi minh đỉnh hắn thì còn lâu nhé. Bùi Minh Đình đào mắt, giang hai tay ôm lấy người tả tam ra. Muốn cắt đuôi hắn ư. Không có cửa đâu nhé. Nhưng lần này, Bùi Minh Đình nghĩ sai rồi, tạ chi phi giơ tay lên, dùng sức đánh vào sau gáy hắn. Bùi Minh Đình đào mắt vài cái rồi nghiêng đầu ngã bất tỉnh. Bạn tốt ghê, há há. Đỡ lấy. Tạ chi phi ném người vào lòng chu thanh, xài bước đi ra ngoài. Ngoài viện, Đinh Nhất đang đợi ở dưới tàng cây, thấy ra mình lại đây thì vội vàng đưa thư đến. Tả Chi Phi nhận thư, hỏi. Khi nào bọn họ trở về? Đang trên đường trở về rồi, phòng chừng mất hơn nửa tháng. Bảo bọn họ mau lên. Vâng. Tả Chi Phi trở về phòng, ngăn hạ nhân lại, đóng cửa lại mới mở thư ra. Chỉ liếc mắt một cái trước mắt hắn biến thành màu đen, lảo đảo suýt nữa không đứng vững. Trên thư giấy trắng mực đen chỉ viết một hàng chữ. Yến Tam Hợp không phải cháu gái Yến Hành, mà được nhận nuôi giữa đường. Nhận nuôi giữa đường. Nhận nuôi giữa đường. Tả Chi Phi nhíu chặt mày, sắc mặt một hồi xanh mét, một hồi trắng bệch, nỗi khiếp sợ trong lòng đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Trong thư phòng, hai phụ thân con Tả Đạo Chi và Tả Nhi lập đối diện với một bàn thức ăn, ai cũng không có tâm tư động đũa. Yến Tam Hợp bị đánh thành như thế là một chuyện. Yến Tam Hợp muốn rời đi là chuyện thứ hai yến tam hợp là người hóa niệm giải ma đây là chuyện thứ ba mỗi một chuyện đều có liên quan đến nàng thế nhưng chẳng ai làm gì được nàng cửa bị đẩy ra tả chi phi đi tới tùy tiện ngồi xuống ghế trống chẳng thèm chào hỏi gì vừa gầm đũa lên đã ăn như gió cuốn mây tan tả nhi lập trầm mặt xuống đang muốn quát lớn thì thấy phụ thân lắc đầu với hắn mới cố nhịn xuống tả đạo chi trước nay đều rất cưng chiều đứa con nhỏ này hắn muốn gió thì không cho mưa, chờ con mình dùng xong rồi mới hỏi. Quý ba người bên kia thế nào rồi? Tạ chi phi cầm nước trà lên xúc miệng. Trở về lấy ra sản rồi. Tạ đạo nhất cả kinh. Phải lấy bao nhiêu? Tạ chi phi. E là phải tán ra bại sản. Lần này, đến tạ nhi lập cũng biến sắc. Sao lại nhiều như vậy? Tạ chi phi nhìn đại ca nhà mình, cười khổ. Thời gian trở lại một tháng trước, nếu yến tam hợp hỏi tạ ra chúng ta muốn thành ý thì đại ca có cho hay không tạ nhi lập á khẩu không trả lời được tạ chi phi nghĩ đến lá thư trong lòng cắn răng nghiến lợi nàng đã lưu tình với tạ gia chúng ta lắm rồi ngẫm lại cũng không phải nếu nhà đầu kia thật sự muốn tạ gia táng ra bại sản thì quả thực dễ như chờ bàn tay thư phòng lại yên tĩnh trở lại phụ thân đại ca tạ chi phi dựa lưng vào ghế hai người bàn thử chuyện này đi Ý là chuyện yến tam hợp dự định rời khỏi Tả phủ. Tả Nhi lập mở miệng trước, "Ta thấy nàng đã quyết định đi rồi, nhà chúng ta e là không giữ được nữa." Hết thảy đều có thể nhìn ra được từ khi nàng đưa ra mấy yêu cầu kia, nàng thực ra cũng đã chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào rồi. Tả Đạo Chi im lặng thật lâu rồi nói, "Lão thái thái bên kia không biết có thể chịu đựng được hay không?" "Phụ thân." Tả Chi Phi đột nhiên đứng thẳng dậy, "Người đồng ý để nàng đi sao?" trước nha môn hình bộ ta nói nàng là con gái nuôi của ta đến hai huynh đệ các con còn giận mình thế mà nàng ta lại rất bình tĩnh tả đạo chi nhìn đứa con trai nhỏ của mình lão tam à phụ thân cũng muốn giữ nàng lại nhưng trời rồi cũng mưa con gái phải gả đi không giữ được không giữ được cũng phải giữ tả chi phi vỗ bàn việc này không cần thương lượng tả nhi lập kinh ngạc do dự nửa ngày hỏi lão tam có phải đệ nghĩ đi đâu thế Tạ Chi Phi bực bội đá ghế một cái rồi đi ra ngoài. Mấy cô nương khác đệ còn không muốn liên lụy, thì sao có thể liên lụy đến nàng được chứ? Ta chỉ tò mò, tò mò, tò mò. Nàng rốt ruột là người thế nào thôi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.